Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1651, đến trễ rồi. Bên dưới, Diệp Liên đi đến vị trí mà lúc trước Võ Vấn đã đứng thì dừng lại, cô bé nhìn phía trước, bất giác nước mắt lại rơi xuống. Cô thật sự xem Võ Viện là người thân. Lúc này, ông già kiếm tu kia đột nhiên điểm một ngón tay, một luồng kiếm quang bay thẳng đến. Diệp Liên chợt ngẩng đầu, đôi tay cô bé đánh mạnh về phía trước, hai luồng sức mạnh từ trong lòng bàn tay quét mạnh ra ngoài. Hai luồng sức mạnh này vừa xuất hiện thì lập tức bị kiếm quang kia chém vỡ. Sau đấy, kiếm quang lập tức xuyên thẳng qua vai trái Diệp Liên, sức mạnh kinh khủng kéo theo cô bé bay thẳng một đường về phía sau, cuối cùng, thanh kiếm trực tiếp ghi cả người Diệp Liên vào bên trên đại điện, mà khi cơ thể vừa dừng lại thì lại có thêm một thanh kiếm lẳng lặng phóng đến đâm thẳng qua vai phải. Cứ như vậy, Diệp Liên bị hai thanh kiếm ghim chặt bên trên cung điện, mà quần áo của cô bé lúc này đã bị nhuốm đỏ màu máu. Diệp Liên cắn chặt răng, dù có đau cô bé cũng không kêu thành tiếng. Ở phía xa, ông già kiếm tu kia đang định ra tay, thì đúng lúc đó Diệp Liên đột nhiên nhắm hai mắt gào thét ca. Vù! Đột nhiên một tiếng kiếm vang vọng từ phía chân trời. Trong không trung, Tần Thiên khẽ nheo hai mắt, tay phải từ từ siết chặt lại. Trong tối, tất cả cao thủ đường tộc nhìn về phía trước Diệp Liên, ở đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông. Người đến, chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Tần Thiên nhíu mày, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại xuất hiện quang minh chính đại như vậy, chứ không phải ẩn nấp trong tối ám sát. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng đối với ông ta mà nói, đương nhiên đây là một chuyện tốt. Nếu Diệp Huyên trốn trong tối thì ông ta còn kiêng dè đôi chút, nhưng nếu như Diệp Huyên công khai ra mặt như thế thì sức chiến đấu cùng lắm chỉ tương đương với một chi đạo cảnh mà thôi. Diệp Huyên đi đến phía trước cung điện bị phá vỡ kia, khi nhìn thấy Diệp Liên bị ghim trên cung điện, toàn thân đầy máu, hắn nhất thời ngẩn cả người. Ngay sau đó, Diệp Huyên tự tát mình một cái thật mạnh. Đến trễ rồi, đến trễ rồi, đến trễ rồi. Diệp Huyên siết chặt hai tay, lòng đau như cắt, đôi tay hắn dần dần siết chặt lại, móng đâm thẳng vào lòng bàn tay, chảy cả máu. Chấn động. Cả người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy dữ dội, lúc này, trong cơ thể hắn máu huyết như đang dần sôi sục. Cùng lúc đó, quần thân hắn dần dần xuất hiện từng luồng hồng mang. Phẫn nộ, tự trách, chương 1652, huyết mạch thức tỉnh. Đương nhiên, phần lớn đều là phẫn nộ. Diệp Huyên chưa bao giờ căm phẫn như thế này, cơn giận dữ kinh khủng như vậy rất hiếm thấy trước đây, mà lúc này, dưới tác động từ cơn phẫn nộ. Máu huyết trong cơ thể hắn từ từ sôi trào, mà khắp người hắn hồng mang càng lúc càng dày, không chỉ vậy, tóc tai của hắn cũng bắt đầu chậm rãi đổi màu. Cũng chính lúc này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên nhăn nhó hung tợn, thoạt nhìn rất đau khổ. Khơi thông! Hắn cảm thấy bản thân như muốn nổ tung. Ở phía xa, ông già kiếm tu cau mày, ông ta đang muốn ra tay thì lúc đó, đột nhiên Tần Thiên lên tiếng, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Tẩu hỏa nhập ma. Ông già kiếm tu nhìn Diệp Huyên, quả nhiên là vậy, Diệp Huyên bây giờ, khóe miệng thậm chí còn chảy máu liên tục. Điểm giới hạn. Cơn phẫn nộ và máu huyết của hắn đều đã đạt đến điểm giới hạn, thế nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thì có thể đột phá cả hai. Nhưng nếu như điểm này không thể đột phá thì hắn chắc chắn phải chết. Trong không trung, Tần Thiên lắc đầu, đúng là kịch tính. Chưa từng nghĩ đến thiên tài kiếm tu một thế hệ lại tự ép mình chết. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên lại nói ca, bọn họ ức hiếp muội, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức mở mắt, hai mắt bên trong đỏ rực, tràn đầy tia máu, gần như là cùng lúc đó, cả đầu đen tuyền của hắn trong phút chốc đã biến thành đỏ máu. Ầm ầm, một tia máu phóng thẳng lên trời cao, chân trời đỏ rực màu máu. Trong sân, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Trong không trung, Tần Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Trong tối, đột nhiên Đường Phong khẽ nói, đây là huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Đường Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Bên trong tháp giới ngục, A Việt mở bừng mắt, khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc, nàng ta lại nhắm mắt lại, thảo nào. Chương 1653. Một kiếm chém vỡ kiếm của kiếm thánh. Bên trong võ viện bên dưới,
Từng hơi thở mạnh mẽ tản ra liên tục từ bên trong cơ thể Diệp Huyên, cùng lúc đó, cả khuôn mặt hắn dữ tợn vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc này, Diệp Huyên giống như một con dã thú điên cuồng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông già kiếm tu liên minh trật tự kia, ánh mắt hắn đỏ rực màu máu, khiến người ta không rét mà run. Ông già kiếm tu nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nghiêm trọng nhưng không e sợ, thanh kiếm trong tay ông ta dao động kịch liệt. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, đồ chó già. Ngay sau đó, một tia kiếm mang đỏ máu chợt lóe lên từ trong sân lướt đến. Vù! Tiếng kiếm vang lên xé trời, chấn động cả trời cao. Tốc độ Diệp Huyên rất nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt ông già, lần này, hắn không sử dụng phi kiếm mà dùng rút kiếm định sinh tử. Hắn dùng rút kiếm định sinh tử trong cơn thịnh nộ. Với trạng thái này, uy lực kiếm này của Diệp Huyên hoàn toàn không cùng cấp bậc với rút kiếm định sinh tử trước đây. Một kiếm này vừa đánh ra, sắc mặt ông già kiếm tu lập tức thay đổi. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự kinh sợ. Không kịp nghĩ nhiều. Ông già kiếm tu tay phải cầm kiếm đâm về phía trước, lưỡi kiếm lóe tia sáng lạnh như sấm chớp. Hai thanh kiếm va chạm trực tiếp mạnh mẽ, có thể nói là đối chọi gay gắt. Kiếm Diệp Huyên hạ xuống. Ầm. Thanh kiếm trong tay ông già kiếm tu vỡ nát ngay tức khắc, đồng thời bản thân ông ta cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài đến mấy trăm trượng, trong lúc bị đánh bay đi, không gian bị xé rách từng chút một, vô cùng kinh người. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Thiên trên không trung lập tức thay đổi. Không chỉ Tần Thiên mà cả cao thủ Đường tộc trong tối cũng mang theo vẻ mặt kinh sợ. Một kiếm chém vỡ kiếm của kiếm thánh. Bên dưới, Diệp Huyên sau khi một kiếm chém nát kiếm của ông già kiếm tu cũng không hề dừng tay, hắn lại xuất hiện trước mặt ông già kiếm tu, lại chém xuống một kiếm. Vẻ mặt ông già kiếm tu lập tức trở nên hung tợn, ông ta bất chấp vết thương trên người, hai tay cố chấp kéo từ dưới lên. Vù! Thoáng chốc, hàng loạt kiếm quang phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã nhấn chìm Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1654. Mục tiêu của Diệp Huyên là bọn họ. Thế nhưng, ngay sau khi một kiếm của Diệp Huyên chém xuống thì những kiếm quang này liền tan theo mây khói. Tiếp đó, ông già kiếm tu lại bị đẩy mạnh về phía sau, trong lúc lùi lại, miệng phun ra cả máu. Diệp Huyên đang định ra tay tiếp thì ngay lúc đó, Tần Thiên đột nhiên chuyển động lướt đến trước mặt Diệp Huyên, hắn tạo ra rồng gầm, sau đó nhấc tay chém kiếm xuống. Tần Thiên mở bàn tay trái ra, sau đó vừa nhấc tay lên thì bạch quang lập tức bao trùm lấy kiếm quang của Diệp Huyên. Ầm ầm, bạch quang bỗng chốc đã vỡ tan, đồng thời cả người Tần Thiên trong chớp mắt đã lùi ra xa đến mấy trăm trượng. Mà Tần Thiên vừa dừng lại thì Diệp Huyên cách đó không xa đã xuất hiện ở trước mặt ông già kiếm tu vẫn còn chưa phản ứng lại kịp, Diệp Huyên đã dùng kiếm ghim ông ta xuống đất. Ông già kiếm tu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là kiếm thánh. Kiếm thánh? Lời này vừa nói ra khiến mọi người trong sân đều kinh sợ. Tần Thiên cũng có phần khó tin nhìn Diệp Huyên, thật ra vào lúc vừa rồi. Khi Diệp Huyên đánh kiếm ra đẩy lùi ông ta thì ông ta cũng đã phát hiện Diệp Huyên là kiếm thánh. Kiếm thánh? Kiếm thánh trẻ tuổi đến vậy? Tần Thiên thầm nghĩ mà sợ. Diệp Huyên không quan tâm mọi người xung quanh, hắn đi đến trước mặt ông già kiếm tu, người này đang định nói chuyện thì hắn đâm mạnh kiếm vào yết hầu ông ta. Xoẹt, máu tươi tuôn trào. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên vung mạnh kiếm. Thời khắc đó cơ thể ông già kiếm tu kia đã trở thành từng mảnh nhỏ. Rất nhanh sau đó, trước mặt Diệp Huyên chỉ còn lại một vũng máu và những mảnh thịt vụn. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tần Thiên vô cùng u ám. Sau khi Diệp Huyên giết chết ông già kiếm tu kia, hắn đột nhiên quay người, một luồng sáng đỏ từ trong sân chợt lóe lên lướt đến, cách đó không xa, vẻ mặt đám người chấp pháp lập tức biến sắc. Mục tiêu của Diệp Huyên là bọn họ. Đám người chấp pháp này không hề hoảng loạn, hai người trong đó trực tiếp xông về phía Diệp Huyên, thế nhưng còn chưa kịp lại gần Diệp Huyên thì đầu hai người bọn họ đã lẳng lặng bay ra ngoài. Phi kiếm. Phi kiếm lúc này của Diệp Huyên nhanh đến mức cả cao thủ chi đạo cảnh cũng không thể ngăn cản. Chương 1655. Giết người chỉ trong giây lát. Diệp Huyên ngừng lại, đột nhiên hắn đưa tay trái về phía trước, sau đó máu tươi khắp mặt đất xung quanh đột nhiên chuyển động. Dưới ánh nhìn của mọi người, những vũng máu tươi đó lại ngưng tụ thành huyết kiếm.
Thấy vậy, sắc mặt Tần Thiên liền thay đổi, rút. Ở gần đó, đám người chấp pháp kia lập tức rút lui nhưng những thanh huyết kiếm kia của Diệp Huyên lại nhanh hơn họ. Vù vù vù. Trong sân, hàng loạt huyết kiếm phóng thẳng đến, trong chớp mắt đầu của 9 người chấp pháp đã trực tiếp bay lên. Mà những người chấp pháp còn lại toàn bộ đã rút khỏi võ viện. Giết người chỉ trong giây lát. Trong không trung, sắc mặt Tần Thiên u ám đáng sợ, ông ta không ngờ rằng Diệp Huyên này không chỉ là một kiếm thánh, mà cả huyết mạch cũng thức tỉnh. Thực lực bây giờ của Diệp Huyên rốt cuộc là mạnh đến mức nào, ông ta cũng không biết được. Nghĩ đến đây, Tần Thiên đã có ý định rút lui. Mà ngay lúc ấy, đột nhiên Diệp Huyên phóng thẳng lên trời, ngay tiếp đó hàng loạt phi kiếm bay nhanh về phía những người duy trì trật tự kia. Thấy vậy, sắc mặt những người duy trì trật tự liền thay đổi, lập tức cùng nhau ngăn chặn đối thủ. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn vào trong hư không, lúc này một âm thanh truyền vào trong đầu ông ta, rút. Rút. Vẻ mặt Tần Thiên có phần hung ác, lão khô, hôm nay cao thủ đạo cảnh của võ viện và kiếm tông đã ngã xuống gần hết, bây giờ chỉ cần giải quyết Diệp Huyên này thì liên minh trật tự ta có thể lập tức nắm giữ được thần võ thành này, nếu giờ rút lui thì chẳng khác nào việc sắp thành lại hỏng mất. Khô lão nói, thực lực người này bây giờ đã vượt qua cả chứng đạo cảnh, người có biết không? Tần Thiên hung tợn nói, vậy thì thế nào? Huyết mạch chi lực của hắn vừa mới kích hoạt, thì có thể duy trì được bao lâu? Nếu bây giờ chúng ta không dốc toàn lực giết chết hắn, chẳng lẽ muốn tiếp tục để cho hắn lớn mạnh nữa sao? Trong hư không, lão khô trầm mặc. Mà ở gần đó liên tục có người duy trì trật tự ngã xuống. Diệp Huyên bây giờ quả thực chính là ai ngăn cản thì người đó chết. Hơn nữa, phàm là người chết trong tay hắn thì đều chết vô cùng thảm. Lúc này, bỗng nhiên Tần Thiên gầm lên, người này đã là kiếm thánh, chẳng lẽ muốn hắn lớn mạnh thành kiếm thánh siêu phàm sao? Nếu là lúc đó thì ai có thể giết chết được hắn? Bây giờ hy sinh một ít dù sao cũng tốt hơn là giữ lại một mối họa lớn này về sau. Chương 1656. Hắn còn có bao nhiêu át chủ bài nữa? Sau một lúc trầm mặc, một âm thanh vang lên từ trong hư không, giết. Vừa dứt lời, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong hư không phóng xuống. Ở nơi xa trong tối, Đường Phong nhíu mày, ra tay. Đường Thanh đang định nói thì Đường Ách cười nói, bây giờ ra tay làm gì? Cứ nhìn thử, xem giới hạn của Diệp Huyên này tới đâu. Đường Phong gật đầu, cũng đúng, cho dù Diệp Huyên này sống hay chết, thì có lẽ hắn còn có thể tiêu hao chút sức lực liên minh trật tự. Nói đến đây, ông ta nhìn Đường Thanh, đại tỷ thấy thế nào? Vẻ mặt Đường Thanh vô cảm, các ngươi nói là được. Đường Phong khẽ cười sau đó quay đầu nhìn về bên dưới. Ngoài mười mấy cao thủ chi đạo cảnh mới gia nhập thì còn có hai vị cao thủ chứng đạo cảnh, mà hai người này trực tiếp ngăn cản Diệp Huyên. Nhưng chuyện khiến mọi người không nói nên lời, chính là hai vị cao thủ chứng đạo cảnh này lại bị Diệp Huyên áp chế. Thấy vậy, tay phải Tần Thiên siết chặt, ông ta quay đầu nhìn Diệp Liên bên dưới, bắt giữ cô gái kia trước. Bắt giữ Diệp Liên. Diệp Liên chính là khắc tinh của Diệp Huyên, chỉ cần nắm Diệp Liên này trong tay thì Diệp Huyên nhất định sẽ khoanh tay chịu trói. Ngay sau khi Tần Thiên vừa dứt lời, hàng loạt bóng người lập tức xông về phía Diệp Liên. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên đang giao đấu với hai vị cao thủ chứng đạo cảnh đột nhiên chém một kiếm đẩy lui hai người, hắn cầm kiếm chấn hồn trong tay vung mạnh chỉ về phía bên phải, phân. Vừa nói xong, một vị cao thủ chi đạo cảnh đang xông về phía Diệp Liên lập tức dừng ngay tại chỗ, sau đó cả người hắn ngã sụp xuống đất. Linh hồn tiêu tan. Lúc này, Diệp Huyên lại cầm kiếm cách không chỉ vào, lại thêm một cao thủ chi đạo cảnh ngã xuống. Thời khắc này, mọi người trong sân đều trừng mắt há hốc mồm. Vẻ mặt Tần Thiên cũng không thể tin nổi, đây là cái quỷ gì vậy? Trong tối, sắc mặt ba người Đường Thanh cũng trở nên nghiêm trọng. Ngay cả ánh mắt Đường Ách cũng có chút nghiêm trọng và cảnh giác. Mỗi một chiêu bài của Diệp Huyên đều khủng khiếp. Hắn còn có bao nhiêu át chủ bài nữa? Bên dưới, những cao thủ chi đạo cảnh vẫn còn chưa kịp xông đến trước mặt Diệp Liên đều lập tức ngã xuống toàn bộ. Những người này linh hồn đã tan biến, chỉ còn lại mỗi thể xác. Mà hiện tại, những người duy trì trật tự ở xung quanh cũng đã dần hoảng sợ. Chương 1657. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sau khi giết chết những cao thủ xông đến Diệp Liên,
Diệp Huyên quay người nhìn hai người kia trước mặt, mà lúc này hơi thở xung quanh người hắn không những không hề yếu đi, mà ngược lại còn mạnh hơn nữa. Nhất là ý niệm sát phạt trên người hắn càng thêm dâng trào khiến người ta không dám lại gần. Diệp Huyên lúc này, tay phải siết chặt kiếm chấn hồn, toàn thân hắn được bao phủ bởi huyết mang, mà bên trong cơ thể, máu huyết dâng trào, huyết mạch chi lực liên tục lan ra toàn thân hắn, luồng sức mạnh này dày đặc khiến hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức lực. Sức lực vô biên vô tận. Sức lực này không thuộc về hắn mà thuộc về sức lực của huyết mạch, đương nhiên, nghiêm túc mà nói thì cũng xem như là sức lực của hắn, dù sao thì đây cũng là huyết mạch của hắn. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên biến mất. Cách đó không xa, hai vị cao thủ chứng đạo cảnh biến sắc, hai người vội vàng đồng loạt ra tay. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội vang lên, sau đó hai cao thủ chứng đạo cảnh lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên ép lùi đến mấy trăm trượng. Mà khi hai người vừa dừng lại thì hai phi kiếm bỗng chốc xuất hiện trước mặt họ. Nhanh! Đây là suy nghĩ đầu tiên của hai người họ. Hai người chắp hai tay lại, cùng lúc giữ chụp lấy hai thanh kiếm nhưng chính lúc đó, Diệp Huyên chợt xuất hiện ở trước mặt một vị cao thủ chứng đạo cảnh, hắn rút kiếm chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống vị cao thủ chứng đạo kia đồng tử chợt co lại, hai tay ông ta trực tiếp nắm lấy phi kiếm của Diệp Huyên tiến lên chặn ngang. Kiếm rơi xuống. Ầm. Vị cao thủ chứng đạo cảnh kia lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng, vừa mới dừng lại thì một phi kiếm đỏ máu xuyên thẳng qua giữa trán ông ta. Cao thủ chứng đạo cảnh đã ngã xuống. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giết chết cao thủ chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là một đánh hai. Lúc này, ánh mắt Tần Thiên ngoài vẻ khó tin thì còn có sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Ngay lúc này trên không trung võ viện, đột nhiên không gian nứt toạc, tiếp đó, một bóng người từ bên trong lướt ra như tia chớp phóng thẳng về phía Diệp Huyên. Ở bên dưới, Diệp Huyên rút kiếm chém ra. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Huyên lập tức bị đánh lùi mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Chương 1658. Muốn vượt giới khiêu chiến bọn họ. Cách đó không xa, trong tối, Đường Ách nhìn người đối diện với Diệp Huyên. Nhẹ giọng nói, Vương Chi Sách. Nghe thấy lời của Đường Ách, sắc mặt Đường Thanh và Đường Phong liền thay đổi. Thư Thánh Vương Chi Sách. Người đứng thứ hai bảng đạo lần trước. Đứng thứ hai bảng đạo lần trước. Cứ mỗi 30 năm, bảng đạo lại đổi một lần. Mà bảng xếp hạng bảng đạo trước đây cũng có tổng cộng 10 người, Vương Chi Sách này chính là một trong số đó, hơn nữa còn xếp thứ hai. Không chỉ như vậy. Vương Thư Sách còn là cửu đại thánh giả. Trong vũ trụ hỗn độn, ngoại trừ thần quốc chưa biết đến kia thì có sau cao thủ mạnh nhất, 6 người này lần lượt là tinh chủ của liên minh trật tự, vũ sư nam phái, yêu vương của yêu tộc, với cả hai người khác chưa biết. Mà dưới 6 cao thủ mạnh nhất này còn có cửu đại thánh giả. Vương Chi Sách này chính một trong cửu đại thánh giả thư thánh. Hơn nữa còn là thư thánh siêu phàm. Nghiêm túc mà nói. Việt Vô Trần sau khi đạt được kiếm thánh siêu phàm thì cũng có thể được xếp vào trong này. 9 người này, cao thủ chứng đạo cảnh thông thường cũng không thể so sánh được. Muốn vượt giới khiêu chiến bọn họ. Khó như lên trời. Bởi vì những người bọn, năm đó không một ai có thể vượt giới khiêu chiến bọn họ được. Trong sân, Tần Thiên thi lễ với Vương Chi Sách, Vương Thánh. Vương Chi Sách gật đầu sau đó lại nhìn Diệp Huyên ở đối diện. Ông ta quan sát đánh giá Diệp Huyên, huyết mạch chi lực. Ngay lúc này, ở nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến tiếng kiếm. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn qua, trong không trung, một cao thủ chứng đạo cảnh chậm rãi rơi xuống. Người này chính là chứng đạo của liên minh trật tự đã tiến vào cao thủ trước đó đã giao đấu với Việt Vô Trần. Mặc dù hai vị cao thủ chứng đạo cảnh có thể ngăn chặn Việt Vô Trần trong chốc lát, nhưng vẫn không thể đấu lại được Việt Vô Trần. Vị cao thủ chứng đạo cảnh còn lại không ra tay mà rút lui về phía xa. Chương 1659. Rút kiếm định sinh tử. Việt Vô Trần cũng không đuổi theo những người đó mà đáp xuống trước mặt Vương Chi Sách, lão lạnh lùng nhìn đối phương, Vương Chi Sách lắc đầu, đối thủ của ngươi không phải ta. Vừa dứt lời, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần như ma quỷ. Ông lão mặc một bộ trường sam sát người, vóc người gầy nhỏ. Tay phải buông lỏng sau lưng, hai mắt sắc nhọn như đao. Mạnh! Sắc mặt Việt Vô Trần căng thẳng,
thực lực của ông lão trước mặt này chắc chắn không kém hơn Vương Chi Sách, chỉ là không biết rốt cuộc đối phương là người nào. Lúc này, Vương Chi Sách ở gần đó nhìn Diệp Huyên, đến, để ta xem ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Diệp Huyên từ từ nhắm chặt hai mắt, lúc này máu trong cơ thể hắn vẫn sôi sục như trước, sức lực đó vẫn liên tục tăng mạnh không ngừng. Thế nhưng, nguồn sức lực đó đang dần ăn mòn thần trí hắn. Dần dần ý thức, Diệp Huyên càng lúc càng không còn tỉnh táo. Giết chóc. Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ này. Giết chóc. Trong ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên đi về phía Vương Chi Sách, hắn nắm chặt kiếm chấn hồn trong tay, mà lúc này kiếm chấn hồn lại hơi chuyển sang màu đỏ máu. Vương Chi Sách bình tĩnh nhìn Diệp Huyên, ông ta không hề xem nhẹ Diệp Huyên, đương nhiên cũng không coi trọng Diệp Huyên bao nhiêu. Từ lúc ban đầu đến tận bây giờ, ông ta đã gặp quá nhiều thiên tài, cũng đã từng giết chết quá nhiều thiên tài. Tự tin. Thực lực của ông ta cho phép ông ta tự tin như vậy. Chính ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vươn người nhảy lên, trong chớp mắt hắn đã lên đến đỉnh đầu Vương Chi Sách, chém xuống một kiếm. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống cùng với kiếm thế vô cùng kinh người. Giống như một kiếm này chém xuống đều có thể giết chết bất kỳ người nào. Trong sân, rất nhiều người đều cảm nhận được khí thế này. Bên dưới Diệp Huyên, Vương Chi Sách vẻ mặt vô cảm, ông ta chợt vung tay áo, không gian khẽ run lên, ngay sau đó. Trong chớp mắt Diệp Huyên cả người lẫn kiếm đều bay ngược ra ngoài đến mấy trăm trượng. Chương 1660, phi kiếm vỡ nát. Sau khi đánh bay Diệp Huyên, tay phải Vương Chi Sách đột nhiên chụp về phía trước, vừa vung tay thì một luồng kiếm quang không biết chém xuống từ khi nào đã bị ông ta nắm trực tiếp trong tay, tiếp đó, ông ta khẽ nắm chặt tay phải lại. Kiếm quang đó lập tức bị vỡ vụn. Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyên ở phía xa, mà lúc này Diệp Huyên bỗng biến mất, một luồng kiếm quang đỏ máu xé rách không trung phóng đến. Vù! Trong sân, âm thanh chói tai như tiếng pháo vang lên không ngừng. Lúc này, Vương Chi Sách bước lên trước một bước, điểm xuống một ngón tay. Nơi vừa điểm xuống, không gian chợt dao động, một luồng sức mạnh đột nhiên chặn lại kiếm quang đỏ máu kia. Trong chốc lát lại yên tĩnh, kiếm quang đỏ máu lập tức nổ tung, mà chính lúc này một thanh kiếm chém thẳng từ trên đầu ông ta xuống. Vương Chi Sách không hề tránh né mà tung ra một quyền đỡ lấy kiếm. Khoảnh khắc khi kiếm của Diệp Huyên va chạm vào quyền của Vương Chi Sách, không gian xung quanh dao động kịch liệt, sau đó lập tức nứt ra. Mà cũng ngay lúc này, Vương Chi Sách chợt cau mày, thời khắc tiếp theo, ông ta chợt lùi về sau mấy chục trượng. Sau lại điểm vào giữa trán mình, trong phút chốc linh hồn bên trong cơ thể ông ta đã bình tĩnh lại. Thời khắc vừa rồi, không ngờ trong linh hồn ông ta lại xuất hiện điều dị thường. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một thanh phi kiếm lặng yên chém đến, ông ta dùng tay trực tiếp kẹp lấy phi kiếm đó, sau đó hơi dùng lực. Phi kiếm vỡ nát, nhưng rất nhanh sau đó, hàng loạt kiếm quang đỏ máu đột nhiên lao về phía ông ta. Vô số phi kiếm chẳng chịt đã bao trùm Vương Chi Sách. Mà lúc này, Vương Chi Sách liền tiến lên trước một bước, đánh ra một quyền. Chỉ là một quyền bình thường nhưng kiếm quang đã lập tức tan thành mây khói. Đè ép. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên và Vương Chi Sách. Không thể phủ nhận, quả thực Diệp Huyên rất mạnh, thế nhưng còn kém Vương Chi Sách quá nhiều. Có lẽ sau này Diệp Huyên sẽ không thua kém gì Vương Chi Sách, nhưng Diệp Huyên bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Chương 1661, rút kiếm định sinh tử. Vương Chi Sách chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, không thể không nói, đúng là ngươi không tệ, đương nhiên cũng chính vì như vậy, nên hôm nay ngươi buộc phải chết ở đây. Vừa dứt lời, ông ta dần siết chặt tay phải, một luồng sức mạnh lặng yên ngưng tụ. Ở phía xa, sắc mặt Việt Vô Trần trở nên u ám, lúc này đương nhiên lão muốn ra tay cứu giúp nhưng thần thức ông già gầy ốm trước mặt vẫn luôn khóa chặt lão, chỉ cần lão ra tay thì ông già gầy nhỏ này nhất định sẽ ra tay. Lúc ấy, Diệp Huyên lại quay người nhìn Diệp Liên cách đó không xa, cô bé không hề khóc, mắt nhìn Diệp Huyên ca, muội không sợ, thật đó, không sợ chút nào. Tay Diệp Huyên hơi run rẩy, hắn nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười có phần hung tợn, không có chuyện gì đâu. Có ca ở đây. Vừa dứt lời,
hắn quay người xông về phía Vương Chi Sách. Ầm, một luồng sức mạnh cực lớn bùng nổ từ trong cơ thể Diệp Huyên. Bây giờ, hắn không giữ lại chút gì cả. Long hồn chi lực, long lực, lực lượng ma kha, thần huyết công, lại thêm huyết mạch chi lực, hơi thở Diệp Huyên bộc phát lúc này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Hơi thở này đã vượt qua cao thủ chứng đạo cảnh rồi. Trong quá trình xông đến chỗ Vương Chi Sách, hơi thở trên người Diệp Huyên càng lúc càng mạnh, rất nhanh sau đó hắn đã đến trước mặt Vương Chi Sách chém xuống một kiếm. Kiếm này chứa đựng quá nhiều thứ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là lòng tin. Lúc này, sau lưng chính là muội muội, nếu hắn lùi bước thì muội muội chắc chắn phải chết. Diệp Huyên đã không còn đường lui. Nếu đã không còn đường lui vậy thì tiến về phía trước. Chém giết tạo ra một con đường. Rút kiếm định sinh tử. Kiếm này của Diệp Huyên mang sát ý mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Lúc này, Vương Chi Sách bước lên trước một bước, sau đó đánh ra một quyền đỡ lấy kiếm. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm của Diệp Huyên chém mạnh xuống. Ầm! Ngay sau khi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả người Diệp Huyên mang theo kiếm trong chớp mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Vương Chi Sách cũng liên tục lùi về sau đến trăm trượng. Chương 1662, vết kiếm. Thấy vậy, vẻ mặt mọi người đều lặng lẽ thay đổi. Vậy mà một kiếm của Diệp Huyên lại đánh lùi được Vương Chi Sách. Vương Chi Sách nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay ông ta có một vết chém rất sâu. Vết kiếm. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, lúc này, Diệp Huyên lại đi về phía ông ta. Vào thời khắc này, cả người Diệp Huyên trông vô cùng điên cuồng, vẻ mặt hắn nhăn nhó dữ tợn, trên người tỏa ra hồng mang kỳ dị, giống như một dã thú khát máu nổi điên. Bỗng nhiên, Diệp Huyên biến mất. Vù! Trong sân, một tia huyết mang lướt đến, không gian ở những nơi đi qua đều bị xé nát như tờ giấy mỏng. Đối diện với Diệp Huyên, Vương Chi Sách khẽ nheo mắt, trong mắt ông ta chợt lóe lên một luồng sát ý. Ngay sau đó ông ta liền xông về phía trước đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Không gian xung quanh hai người đột nhiên sụp đổ, chìm vào bóng tối. Trong chốc lát, ầm, lại vang lên tiếng nổ vang dội, ngay tức khắc một bóng người liên tục lùi mạnh về sau, chính là Diệp Huyên. Nhưng Vương Chi Sách kia cũng lùi ra sau hơn 10 trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn lại trào ra máu tươi, không chỉ vậy, toàn thân hắn đều đã vỡ nứt. Máu tươi chảy ra không ngừng nhưng rất nhanh chóng, chút máu tươi này lại được hắn hấp thu lấy. Ở phía xa, trên người Vương Chi Sách cũng có hai vết kiếm. Ông ta đã bị Diệp Huyên làm chém ra vết thương rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Thiên liền u ám, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, trong tối ở phía xa, Đường Phong khẽ nói, e là Diệp Huyên này sắp đến cực hạn rồi. Đường Thanh nói, ra tay. Đường Ách lại lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc, nếu bây giờ chúng ta ra tay thì phải trả giá rất lớn. Đường Phong gật đầu, ông lão gầy nhỏ bên dưới kia, còn có Vương Chi Sách này nữa, chỉ hai người này đã có thể khiến chúng ta tổn thất rất nhiều kỵ sĩ đường tộc rồi. Nói xong, gã ta nhìn Diệp Huyên phía dưới, tiếp tục đợi, xem người này có còn chiêu bài gì không. Đường Thanh không nói gì, nàng ta cứ nhìn bên dưới như vậy, không biết đang nghĩ gì. Chương 1663, Tần Thiên bị giết trong tích tắc. Bên trong võ viện ở dưới, Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyên, lúc này trong mắt ông ta không hề che giấu sát ý, ông ta lập tức xông về phía Diệp Huyên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không có ý định rút lui mà hai tay cầm kiếm chém về phía trước. Vù! Kiếm khí đỏ máu chém xuống đến cùng. Mà ngay sau khi Vương Chi Sách đánh ra một quyền thì kiếm khí đỏ máu kia lập tức nổ tung, cùng lúc đó một luồng sức mạnh trực tiếp bao phủ cả Diệp Huyên. Vù! Diệp Huyên cầm kiếm vung vẩy, một luồng kiếm quang đỏ máu chém xuống không ngừng, nhưng sức lực Vương Chi Sách quá mạnh, vì vậy hắn liên tục bị chấn động phải lùi về sau. Mà lúc này, đột nhiên thân hình Tần Thiên khẽ chuyển động, đi về phía Diệp Liên cách đó không xa. Hiển nhiên là ông ta muốn hạ Diệp Liên trước. Diệp Huyên ở gần đó thấy vậy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hung ác, ngay sau đó hắn thẳng thừng mặc kệ Vương Chi Sách, thân hình khẽ chuyển động đi đến trước mặt Diệp Liên. Nhìn thấy Diệp Huyên sắc mặt Tần Thiên liền thay đổi,
lập tức muốn rút lui nhưng Diệp Huyên đột nhiên giống giận, kẻ làm muội ta bị thương, phải chết. Vừa dứt lời, đột nhiên cả người hắn liền biến mất, tiếp đó đã xuất hiện ngay trước mặt Tần Thiên. Diệp Huyên rút kiếm chém mạnh xuống. Vù! Huyết khí đỏ máu chém thẳng xuống. Ầm! Trong chớp mắt Tần Thiên bay ngược cả người ra ngoài, mà ngay khi ông ta vừa bay ra thì một luồng kiếm quang đã xuyên thẳng qua giữa trán ông ta. Vù! Máu tươi tung tóe. Trong sân, Diệp Huyên phẫn nộ nhìn xung quanh, gầm gừ như dã thú, còn ai nữa? Lúc này, máu trong người hắn hoàn toàn sục sôi, từng luồng sát ý như một cơn thủy triều tràn ra chấn động khắp nơi. Ở phía xa, Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyên chằm chằm, huyết mạch cái gì, càng không bình thường thì càng mạnh sao? Tần Thiên bị giết trong tích tắc. Không thể không nói, chiêu kiếm đó của Diệp Huyên khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Cho dù mạnh như Vương Chi Sách, lúc này cũng có chút hoảng sợ. Chương 1664. Thánh Ngôn Thư. Tần Thiên này là cường giả chứng đạo cảnh, hơn nữa cũng không phải là cường giả chứng đạo cảnh bình thường. Nhưng lại bị kiếm của Diệp Huyên chém chết. Không chỉ như vậy, khí tức Diệp Huyên tỏa ra lúc này còn mạnh hơn trước đây. Đặc biệt là khoảnh khắc vừa nãy, uy lực của chiêu kiếm đó so với trước đây đã mạnh lên rất rất nhiều. Sau khi Diệp Huyên chém chết Tần Thiên, nơi đây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, người thiếu niên cực kỳ không bình thường vào lúc này. Bấy giờ, tay trái Diệp Huyên nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, toàn bộ máu tươi vương trên đất ở võ viện đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó những giọt máu tươi ấy lại hóa thành huyết kiếm dưới tầm mắt của tất cả mọi người. Cường giả của liên minh trật tự ở xung quanh bắt đầu lùi dần về phía sau, đồng thời mang theo vẻ mặt vô cùng đề phòng. Bọn họ luôn luôn kiêng dè Diệp Huyên. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyên, người bình thường căn bản không thể nào địch nổi. Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyên, chẳng biết từ lúc nào trong lòng bàn tay ông ta đã có thêm một quyển thư tịch màu đen. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chỉ về phía Vương Chi Sách chém. Trong phút chốc, mấy ngàn thanh huyết kiếm đột nhiên phóng nhanh về phía Vương Chi Sách. Dường như mỗi một thanh huyết kiếm đều có thể dễ dàng xé rách không gian. Sở dĩ những thanh phi kiếm này mạnh mẽ như vậy là bởi vì chúng đã được gia trì lực lượng long hồn. Lần đầu tiên trong mắt Vương Chi Sách có thêm chút nghiêm túc. Nhìn thấy vô số những thanh huyết kiếm, cuốn thư tịch màu đen trong tay ông ta chợt mở ra. Ngay sau đó, ông ta bắn đầu niệm thầm, dần dần vô số chữ cổ màu đen đột nhiên bay ra từ trong cuốn thư tịch đó. Những chữ cổ màu đen này trực tiếp in lên những thanh kiếm màu đỏ như máu đó của Diệp Huyên. Xì 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 xì. Ở nơi đây không ngừng vang lên âm thanh của sự ăn mòn. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, những thanh phi kiếm màu đỏ như máu đó lần lượt biến mất từng thanh một. Giữa không trung, Đường Ách nhẹ giọng nói, Thánh Ngôn Thư. Đường Phong nhìn về phía Đường Ách, Thánh Ngôn Thư là cái gì? Đường Ách nói khẽ, một vật chi bảo tạo hóa cảnh đỉnh cao trong tay Vương Chi Sách, uy lực của nó nâng lên ít nhất 50%. E rằng có thể tương đương với bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Chương 1665, kích hoạt kiểu gì chứ? Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta hãy xem hắn sẽ đối phó ra sao. Đường Ách vừa dứt lời, trước mặt Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một chiếc vương tỏa. Thần vương tỏa. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyên ngồi lên chiếc ghế đó, tay trái của hắn nắm chặt lại. Trong phạm vi gần nghìn dặm xung quanh, tất cả linh khí đều bị hút sạch. Còn những chữ cổ màu đen trước mặt Vương Chi Sách vào đúng lúc này cũng biến mất không thấy tăm hơi. Vô số huyết kiếm lập tức bao kín Vương Chi Sách. Ầm ầm. Trước mặt Diệp Huyên, Vương Chi Sách lùi về phía sau gần trăm trượng mới dừng lại. Mà lúc này, mặc dù những thanh huyết kiếm kia đã biến mất, nhưng cả cơ thể gã ta từ trên xuống dưới lại có mười mấy vết kiếm. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều dồn về phía Diệp Huyên đang ngồi trên thần vương tọa. Nói chuẩn xác là nhìn về phía thần vương tọa dưới người Diệp Huyên. Bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Loại bảo vật này cho dù là thế lực lớn như Đường tộc hay liên minh trật tự cũng không có bao nhiêu, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà Diệp Huyên lại nắm giữ được bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Vô số linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ lên người Diệp Huyên. Những linh khí này đang định tràn đến chỗ thần vương tỏa thì đúng lúc này Diệp Huyên bắt đầu cưỡng chế hấp thu hết bọn chúng.
Bây giờ hắn rất cần những linh khí này. Thần vương tọa vừa định phản kháng lại thì lực lượng huyết mạch của Diệp Huyên trực tiếp trấn áp nó. Ngay sau đó, vô số linh khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên hít sâu một hơi với vẻ tham lam, giờ đây hắn cảm giác trong cơ thể mình đã có một luồng linh khí dùng mãi không cạn. Đối diện với Diệp Huyên, Vương Chi Sách liếc nhìn Thánh Ngôn Thư trong tay. Vào giờ phút này, Thánh Ngôn Thư đã mất đi hiệu lực. Bởi vì để kích hoạt Thánh Ngôn Thư này phải cần một lượng linh khí khổng lồ. Mà tất cả linh khí trong mấy ngàn dặm xung quanh đây đều đã biến mất. Kích hoạt kiểu gì chứ? Không chỉ như vậy, toàn bộ những linh khí này đều bị Diệp Huyên hút. Vương Chi Sách nhìn Diệp Huyên, đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vương Chi Sách híp hai mắt lại, ngay sau đó ông ta cũng biến mất theo. Không lâu sau, Vương Chi Sách và Diệp Huyên lại đánh nhau một trận ác liệt lần nữa. Vương Chi Sách chiếm thế thượng phong, thế nhưng Diệp Huyên lại mang đến cho người ta cảm giác càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là phi kiếm của hắn, ngay cả Vương Chi Sách cũng không dám có chút bất cẩn. Chương 1666, mục tiêu là Diệp Liên. Còn những cường giả còn lại cũng không hề nhúc nhích. Sau khi những người chấp pháp trước đó của Liên minh Trật tự bị Diệp Huyên chém giết cả một nhóm thì bọn họ đã không còn ưu thế áp đảo. Đặc biệt là giờ khắc này, phía võ viện còn có Mạc Tà và An Lan Tú. Thực lực của hai người này cũng khiến những người chấp pháp đó của Liên minh Trật tự kiêng dè. Trong bóng tối, Đường Ách cười nói, tình thế căng thẳng rồi. Đường Phong gật đầu, nếu cứ tiếp tục tình hình này thì càng có lợi đối với chúng ta, còn Liên minh Trật tự. Đường Thanh nhẹ giọng nói, Liên minh Trật tự hoặc là rút lui, hoặc là phái thêm cường giả đến. Đường Ách cười nói, đến lúc đó ta hy vọng bọn họ sẽ phái thêm cường giả đến. Bởi vì như thế có thể xem rốt cuộc Diệp Huyên còn con át chủ bài nào không. Sắc mặt Đường Thanh vô cùng bình tĩnh, à ta không nói gì cả. Đường Ách nhìn về phía Diệp Huyên, gã ta cười nói, cũng còn may Đường tộc ta ngày đó không ép chết Diệp Huyên. Nếu không thì người thiệt hại chính là chúng ta rồi. Đường Phong gật đầu, sức chiến đấu của con người này dũng mãnh như vậy, chúng ta và Liên minh Trật tự đều đánh giá hắn quá thấp rồi. Đường Ách đang định nói thì đúng lúc này gã ta đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía chân trời. Không gian nơi nào đó ở chỗ kia đột nhiên tách ra, một lát sau có hai lão giả đi ra từ trong đó. Nhìn thấy hai người này, vẻ mặt Đường Ách lập tức trở nên nghiêm trọng, cường giả trên chứng đạo cảnh. Thực lực của hai người này chưa chắc mạnh hơn Vương Chi Sách, nhưng với cục diện hiện tại, Liên minh Trật tự có thêm hai cường giả cấp bậc này thì gần như có thể nói đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mà bấy giờ, phía sau hai lão giả này lại xuất hiện ba người mặc áo đen. Ba người mặc áo đen này đều là chứng đạo cảnh. Người chấp pháp chứng đạo cảnh. Năm người. Trong bóng tối, Đường Ách nhẹ nhàng nói, kết thúc rồi. Trên không trung. Hai lão già và ba người chấp pháp chứng đạo cảnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, mấy luồng khí tức cực mạnh trực tiếp xông về phía Diệp Liên ở phía dưới. Mục tiêu là Diệp Liên. Nhận ra tình cảnh lúc này, Diệp Huyên đang điên cuồng đánh nhau với Vương Chi Sách cũng nhanh chóng quay về chỗ Diệp Liên. Thấy năm người đang xông đến, Diệp Huyên gào thét giận dữ rồi chém mạnh về phía trước một phát. Bù! Cùng với tiếng kiếm reo vang. Từng giải ánh kiếm đỏ như máu cứ thế được chém ra một cách chấn động. Chương 1667, uy lực thật sự của thiên địa. Thế nhưng dưới sự liên thủ của năm người, giải ánh kiếm đỏ như máu này lập tức bị vỡ vụn. Không chỉ như vậy, Vương Chi Sách cũng xông về phía hắn. Sáu cường giả đỉnh cao. Phía sau Diệp Huyên, Diệp Liên chợt đi đến bên cạnh hắn, cô bé kéo lấy tay Diệp Huyên, nước mắt khẽ rơi xuống, ca. Có phải muội vô dụng quá rồi không? Cho dù muội cố gắng như thế nào cũng không thể giúp được ca. Diệp Huyên đã có chút không bình thường, lúc nghe thấy những lời này của Diệp Liên, hai tay hắn khẽ run lên rồi nói với vẻ đau khổ, đừng sợ, ca hát ở đây. Dứt lời, chân phải của hắn đột nhiên giẫm xuống một cái, giữa hàng lông mày của hắn xuất hiện đạo tắc đại địa. Trong phút chốc, vô số lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch bốn xung quanh hội tụ lên người Diệp Huyên giống như thủy triều. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm vẫn còn ở trong bao chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thanh kiếm đó rung chuyển kịch liệt, giống như kêu Diệp rút nó ra. Bởi vì nó biết, chỉ có thời điểm này Diệp Huyên mới có thể rút nó ra.
Bởi vì Diệp Huyên lúc này không chỉ có lực lượng long hồn và lực lượng huyết mạch gia trì mà còn có lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch. Đây là thời điểm Diệp Huyên mạnh nhất. Nhìn đám người xông đến, Diệp Huyên không do dự chút nào mà nắm lấy thanh kiếm đó, rút nó ra khỏi bao kiếm. Vút! Tiếng kiếm reo ngút trời. Trong tay Diệp Huyên có thêm một thanh kiếm, mà khi thanh kiếm này xuất hiện, trên bầu trời của thần võ thành bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen. Ngay sau đó từng tia sét màu tím liên tục lấp lóe trong những đám mây đó, từng luồng uy lực của thiên địa nghiền ép xuống phía dưới. Thần lôi màu tím. Đám người Vương Chi Sách dừng lại tới tấp, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi. Thần lôi màu tím này chính là thần lôi trong truyền thuyết. Sao lại xuất hiện vậy? Phải biết rằng, loại thần lôi này chỉ xuất hiện khi yêu quái cực kỳ nghịch thiên đột phá. Ví dụ như trong ghi chép cũng chỉ có lúc Cổ Đạp Thiên, Chu Á Phu của Võ Viện và Mục Nam Chi của Đường tộc năm đó đột phá thì mới xuất hiện. Kiếm. Trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm đó rung chuyển kịch liệt, mà cùng với sự rung chuyển của thanh kiếm này, từng luồng uy lực khủng bố trên vùng trời của thần võ thành càng mạnh hơn, dường như sắp nghiền nát mặt đất. Sự mạnh mẽ của luồng uy lực này cho dù là cường giả đạo cảnh cũng không thể chịu nổi. Uy lực thật sự của thiên địa. Chương 1668. Đây là kiếm gì vậy? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Đây là kiếm gì vậy? Lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chợt phóng lên trời, xông thẳng tới trời cao. Ngay sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm này trực tiếp xuyên qua tầng mây đen kia. Không bao lâu sau, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rung trời, trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vô số tầng mây đều tan biến, những thần lôi kia cũng hóa thành vô số tia sét bắn ra từ phía chân trời. Không chỉ như vậy, không gian xung quanh cũng dần trở nên hư ảo. Nhận ra được tình cảnh lúc này, sắc mặt Vương Chi Sách khó coi lạ thường, thanh kiếm này đang làm tổn hại đến bản nguyên của thiên địa. Bản nguyên. Mỗi một thế giới đều có bản nguyên của nó, nếu như bản nguyên này mất đi, vạn vật trên thế giới sẽ héo tàn, loài người không thể tu hành. Sở dĩ rất nhiều tinh vực biến mất chính là bởi vì biến mất bản nguyên. Nhưng thế giới càng cao cấp thì bản nguyên càng lớn mạnh, càng không có ai dám tiêu diệt, cũng không thể nào tiêu diệt. Giống như vũ trụ hỗn độn này, muốn tiêu diệt được bản nguyên thì chỉ có cường giả đạt đến cấp độ như tinh chủ mới có thể làm được. Mà mặc dù bọn họ có thể làm được, nhưng không ai dám làm. Bởi vì thần phạt sẽ giáng xuống. Chẳng ai muốn đối đầu trực diện với thiên đạo của thế giới này. Thiên đạo đã cho người phàm tục tu hành, giúp đỡ người phàm, nhưng người phàm không thể nhằm lúc cửa trời rộng mở mà được voi đòi tiên. Mà giờ khắc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên lại ngang nhiên làm tổn hại đến bản nguyên của thế giới này. Không chỉ như vậy, nó còn phá luôn cả thần phạt. Đây là kiếm gì vậy? Diệp Huyên cũng không biết đây là kiếm gì. Hắn chỉ biết sau khi cầm lấy thanh kiếm này thì dường như không có cái gì là hắn không thể diệt. Cho dù là trời, hắn cũng có thể diệt chỉ với một chiêu kiếm. Chính là loại cảm giác này. Diệp Huyên không hủy diệt thế giới, hắn chỉ muốn hủy diệt những người trước mắt này. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyên cầm trong tay thanh kiếm đó rồi nhìn về phía đám người Vương Chi Sách. Hai tay hắn nắm chặt lấy thanh kiếm. Vô số lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch xung quanh điên cuồng hội tụ lên người hắn. Không chỉ như vậy, lúc này lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn cũng tăng vọt lên. Chương 1669, uy lực của chiêu kiếm này, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Vương Chi Sách trở nên nghiêm trọng, rút lui. Rút lui. Trực giác nói với ông ta rằng, đừng gắng gượng chống lại chiêu kiếm này của Diệp Huyên. Trong khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, Diệp Huyên phía đối diện đột nhiên lao nhanh về phía trước rồi chém một phát kiếm xuống, chém. Thanh như sấm vang, vang tận trời cao, rung chuyển đất trời. Cùng với phát kiếm chém xuống này, một luồng kiếm khí đỏ như máu hủy thiên diệt địa chợt lóe lên. Khi kiếm khí này xuất hiện, sắc mặt của tất cả cường giả liên minh trật tự phía đối diện Diệp Huyên lập tức thay đổi. Thật sự là hủy thiên diệt địa. Cảm giác mà chiêu kiếm này mang lại cho tất cả mọi người ở đây chính là, có thể chém trời, có thể xé đất, có thể phá hủy tất cả. Vương Chi Sách đột nhiên gào lên, rút lui. Dứt lời, ông ta bước lên phía trước một bước, hai tay hợp lại,
một luồng sức mạnh cực lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay của ông ta. Ngay sau đó hai tay ông ta bắn trưởng về phía trước. Rầm rầm. Hai luồng sức mạnh cực lớn tuôn trào từ trong hai tay Vương Chi Sách, nhưng hai luồng sức mạnh này đứng trước kiếm khí đó của Diệp Huyên lại có vẻ yếu ớt. Kiếm đến. Giống như bẻ gãy cành khô, hai luồng sức mạnh của Vương Chi Sách lập tức tan thành mây khói. Trong phút chốc, Vương Chi Sách trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Lúc bị lùi về phía sau, thân xác ông ta nứt toác từng tấc một. Không chỉ có Vương Chi Sách, mấy cường giả không kịp rút lui của Liên Minh Trật Tự cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Mà thời khắc này, trong Thần Võ Thành bắt đầu đổ nát, mặt đất xung quanh cũng sụt lở từng tầng. Uy lực của chiêu kiếm này, hủy thiên diệt địa. Uy lực còn sót lại của chiêu kiếm này kéo dài gần một khắc mới trở lại bình thường. Mà lúc này cả Thần Võ Thành đã là một đống hỗn loạn, đám cường giả Liên Minh Trật Tự trước mặt Diệp Huyên cũng đã rút ra ngoài Thần Võ Thành, hơn nữa bọn họ chỉ còn lại hai người. Chính là hai cường giả trên chứng đạo cảnh, còn những người còn lại dưới chứng đạo cảnh đều đã biến mất. Ngay cả Vương Chi Sách cũng chỉ còn lại linh hồn, không chỉ như vậy, linh hồn này đã hoàn toàn hư ảo, hết cách cứu vãn. Trong bóng tối, sắc mặt đám người Đường Ách của Đường tộc cực kỳ nghiêm trọng. Dưới chiêu kiếm này, gần 30 cường giả chi đạo cảnh bị chém chết không chỉ như vậy, Vương Chi Sách cầm đầu đó cũng sắp biến mất. Đám người Đường Phong đều có chút không dám tin vào những gì nhìn thấy trước mắt, đây là việc mà một thiếu niên 20 tuổi có thể làm được. Chương 1670, thần hồn đều tan biến. Phía dưới, sau khi Diệp Huyên vung chiêu kiếm đó ra, hai tay hắn cầm kiếm chống lên mặt đất, đầu hắn cúi xuống, máu tươi từ khóe miệng liên tục tuôn ra. Giờ khắc này, những luồng sáng màu đỏ trên người hắn đã dần dần biến mất, nhưng lực lượng đại địa vẫn ở trong cơ thể hắn, kể cả long hồn và long lực. Lúc này, Diệp Liên kéo tay Diệp Huyên lại, run giọng nói ca. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc, sau đó lau vết máu ở khóe miệng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, không sao. Đừng sợ, ca vẫn đánh được. Nghe thấy vậy, nước mắt Diệp Liên bỗng chốc lại chảy ra. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đừng khóc, chỉ cần ca ở đây thì trời không sập được. Cho dù trời có sập xuống, ca cũng sẽ chống đỡ cho muội. Diệp Liên ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Huyên, cô bé không nói gì cả, chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này Vương Chi Sách sắp tan biến đó cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt Vương Chi Sách có chút gì đó ngỡ ngàng, không ngờ Vương Chi Sách ta lại chết trong tay một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm của hư không, người này không thể giữ. Nói xong, linh hồn ông ta hoàn toàn biến mất, thần hồn đều tan biến. Bàn tay khổng lồ vỡ thành nhiều mảnh, còn Việt Vô Trần thì cầm kiếm xông vào trong hư không đó. Một lát sau, một bóng người từ trong không trung chậm rãi rơi xuống. Lúc này thanh kiếm trong tay Việt Vô Trần chỉ còn lại một nửa. Tông chủ! Vô số đệ tử kiếm tông phía dưới căm giận đến cực điểm. Nhìn Việt Vô Trần từ từ rơi xuống. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên lại rung lên kịch liệt. Lúc này, Việt Vô Trần đã rơi ngay trước mặt Diệp Huyên, ông ta đã không còn chút hơi thở nào. Diệp Huyên đơ cả người, sau đó hắn nhìn về phía không trung, lúc này ở đó xuất hiện một người đàn ông. Tinh chủ. Người trước mắt chính là tinh chủ của Liên Minh Trật Tự. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn gào lên, Đường tộc, nếu như hôm nay ngươi hãm chân người này cho ta. Ta chắc chắn sẽ giết sạch tất cả cường giả đạo cảnh của Liên Minh Trật Tự. Đường tộc ngươi có muốn cơ hội này hay không? Trong không trung, tinh chủ nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt rất bình tĩnh. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong không trung, thật sao? Diệp Huyên gào lên, thật. Diệp Huyên vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt tinh chủ. Người đó chính là Đường Diêm. Đường Diêm nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, người muốn làm gì thì cứ việc làm. Diệp Huyên vung tay phải lên, trực tiếp thu Diệp Liên vào trong tháp giới ngục, tiếp theo đó, hắn hóa thành một luồng ánh kiếm phóng về phía chân trời. Mục tiêu, Đăng Thiên Thành. Chương 1671, thậm chí còn làm kinh khủng hơn. Trong bóng tối, Đường Ách nhẹ giọng nói, hắn muốn tấn công Liên Minh Trật Tự sao? Lẽ nào hắn điên rồi sao? Đường Thanh lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trên vùng trời của Thần Võ Thành, tinh chủ nhìn Đường Diêm, người như thế này là muốn khai chiến với liên minh trật tự ta sao? Đường Diêm khẽ nói, thế giới này chính là như vậy, không phải là ngươi diệt ta thì chính là ta diệt ngươi. Nếu như có cơ hội như thế này, ngươi cũng sẽ làm Đường tộc ta suy yếu, thậm chí còn tiêu diệt Đường tộc ta, không phải sao? Tinh chủ nhìn sang bên phải, bên kia còn có yêu tộc. Đường Diêm nhìn thẳng về phía tinh chủ, so với yêu tộc, ta sợ loài người hơn. Chí ít thì cho dù yêu tộc muốn khai chiến, bọn họ cũng chỉ ngang nhiên làm những chuyện xấu, chứ không âm thầm giở trò sau lưng. Nói xong, ông ta lắc đầu nở nụ cười, tinh chủ, năm đó nếu không phải là Đường tộc ta sinh ra một mục tộc trưởng thì e là Đường tộc ta đã bị liên minh trật tự của ngươi ăn sạch rồi nhỉ. Đường tộc giống như võ viện kiếm tông, cũng có thời kỳ suy yếu, mà thời kỳ đó Đường tộc suýt chút nữa bị liên minh trật tự thôn tính. Mà lúc đó, Mục Nam Chi vùng dậy, bấy giờ mới bảo vệ được Đường tộc. Cũng vào lúc đó, người của Đường tộc hiểu rằng, thế giới này nếu như không phải là một gia tộc độc nhất, thì chắc chắn việc tranh đấu sẽ không dừng lại. Bởi vậy những năm gần đây, Đường tộc và liên minh trật tự có thể nói là kiềm chế lẫn nhau. Mà bây giờ liên minh trật tự tổn thất nặng nề, cơ hội này, Đường tộc sẽ không bỏ qua được. Bởi vì nếu như trao cho liên minh trật tự cơ hội này, liên minh trật tự cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn làm kinh khủng hơn. Đối diện Đường Diêm, mặt tinh chủ lạnh băng không chút cảm xúc, lần này ông ta biết rằng bản thân mình đã đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Mà việc đánh giá thấp Diệp Huyên trực tiếp khiến cho liên minh trật tự phải trả một cái giá thê thảm. Sau khi trầm ngâm một lúc, tinh chủ quay đầu nhìn về phía Đăng Thiên Thành, ông ta nhẹ giọng nói, từ lúc Đăng Thiên Thành dựng lên đến nay chưa từng bị kẻ địch nào xâm phạm. Đường tộc trưởng phải nhìn kỹ xem người mà ngươi coi trọng có thể giết sạch được cường giả đạo cảnh của liên minh trật tự ta hay không. Đường Diêm, ta sẽ nhìn xem. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa xa, nơi tận cùng đó, một luồng ánh kiếm từ trong đám mây bay nhanh qua, nhắm thẳng vào Đăng Thiên Thành. Khi sống, rất nhiều lúc con người cần phải phấn đấu vượt lên. Mà Diệp Huyên hắn muốn vượt lên số phận ngay bây giờ. Đăng Thiên Thành. Đăng Thiên Thành được xem là tòa thành thần bí nhất trong vũ trụ hỗn độn này ngoài thần quốc. Chương 1672. Máu tươi tuôn như suối. Từ khi liên minh trật tự thành lập đến nay đã được 300 năm, mà 300 năm qua, tòa thành này vẫn rất thần bí trong mắt người đời. Phải nói là liên minh trật tự luôn thần bí ở trong mắt người ngoài. Liên minh trật tự mạnh bao nhiêu? Chuyện này vẫn là một điều bí ẩn. Không ai biết lá bài tẩy chân chính của liên minh trật tự, ngay cả Đường tộc cũng vậy. Diệp Huyên lại càng không biết. Thế nhưng hắn vẫn muốn làm. Đã bị liên minh trật tự bắt nạt đến mức này rồi, còn quan tâm cái gì nữa chứ? Chẳng quan tâm cái gì hết. Không phải ta giết ngươi, thì chính là ngươi giết ta. Diệp Huyên hắn bây giờ đang ôm tâm trạng như vậy đấy. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến dưới chân núi Đăng Thiên Thành, hắn còn chưa đi lên thì bỗng có một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng xuống từ trên bầu trời Đăng Thiên Thành. Diệp Huyên ngẩng đầu chém ra một kiếm. Xoẹt! Chiêu kiếm này vừa tung ra, trường thương kia lập tức bị chém thành hai nửa. Lúc này, một thanh niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu gã, tránh ra. Tránh ra, là giọng nói của tinh chủ. Sắc mặt của thanh niên nọ trầm lại, gã liếc nhìn Diệp Huyên, không dám vi phạm mệnh lệnh của tinh chủ nên đang định tránh đi, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên giữa không trung. Phi kiếm, thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém bay đầu ra ngoài. Máu tươi tuôn như suối. Cái đầu bị chém bay của thanh niên vẫn còn đang trợn tròn mắt, trong đôi người ấy ánh lên vẻ khó lòng tin được. Sau khi một chiêu chém chết thanh niên kia, Diệp Huyên nâng kiếm đi lên trên núi Đăng Thiên Thành. Dọc đường đi, không có bất kỳ ai ngăn cản hắn, chỉ chốc lát sau, hắn đã đến trước Đăng Thiên Thành. Không thể không nó, Đăng Thiên Thành này thật sự rất cao, đứng trên đỉnh núi là như thể đang đặt mình giữa tinh không vậy. Chương 1673, tuyệt đối không được đánh. Tất nhiên Diệp Huyên không rảnh ngắm nhìn tinh không bát ngát, hắn cầm kiếm đi đến trước cổng Đăng Thiên Thành, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng.
Trong tay người đàn ông trung niên có cầm một thanh trường thương màu bạc. Diệp Huyên không biết người kia là ai, hắn cũng không muốn biết, thế là hắn lập tức cầm kiếm vọt đến chỗ người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên chậm rãi khép hai mắt lại, một khắc sau, trường thương trong tay của ông ta đâm ra như tia chớp. Một thương này phi nhanh như thiên quân vạn mã, mang theo khí thế ngập trời, khí thế này cưỡng chế Diệp Huyên phải dừng lại, thế nhưng kiếm trong tay Diệp Huyên vừa hạ xuống thì cỗ thế kia đã bị chém nát. Cùng lúc đó, Diệp Huyên búng người về phía trước, hai tay cầm kiếm chém xuống một cách tàn nhẫn. Người đàn ông trung niên không đẩy lùi thanh kiếm mà trở tay móc thương lên, góc độ vô cùng xảo trá, lập tức đâm vào thân kiếm Diệp Huyên, nhưng mà... Keng! Thanh trường thương màu bạc trong tay người đàn ông trung niên bị chém gãy thành hai nửa. Diệp Huyên tiến về trước một bước, chém một kiếm xuống. Người đàn ông trung niên không dám đỡ chiêu kiếm này, ông ta điểm nhẹ mũi chân, cả người bay lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Mà khi vừa dừng lại, đã có hai thanh phi kiếm yên lặng lao đến. Người đàn ông trung niên không biến sắc, dùng tay làm thương, nhẹ nhàng quét ngang trước mặt một đường. Ầm, hai thanh phi kiếm của Diệp Huyên lập tức bị đánh bay. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cuối cùng, ánh mắt của ông ta rơi vào thanh kiếm trong tay hắn, khi thấy thanh kiếm này, vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm nghị. Thương của ông ta là cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng lại bị thanh kiếm kia dễ dàng chém gãy. Đây là kiếm gì? Trầm mặc chốc lát, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, hắn có thanh kiếm này, ta không thể địch lại. Nói xong, ông ta xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu. Có thể đánh thì đánh, còn không thể đánh thì... tuyệt đối không được đánh. Đó không phải là không có khí phách, mà là tự nhận rõ thực lực của mình. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Diệp Huyên tiếp tục đi về phía Đăng Thiên Thành, mà đúng lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái này có vóc người cao gầy, còn cao hơn hắn cả nửa cái đầu, ả mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát người. Trong lòng bàn tay ả có một viên bảo châu lưu ly đang bay lơ lửng. Chương 1674. Không gì là không thể chém. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, không hề phí lời mà lập tức bắn viên bảo châu lưu ly trong tay ra, nháy mắt, cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến ảo. Tinh không. Lúc này đây xung quanh chỉ còn lại mỗi Diệp Huyên và cô gái váy đen kia, hai người đang ở trong một vùng tinh không, mà Đăng Thiên Thành ở nơi xa xa đã không còn thấy đâu. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, viên bảo châu lưu ly trong tay ả bắt đầu xoay nhanh, nương theo vòng xoay của nó, không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó, vô số tinh thần chi lực hội tụ về phía Diệp Huyên cách đó không xa. Tinh thần chi lực. Vô số tinh thần chi lực ở khắp nơi cuộn trào đến, mà mục tiêu của chúng nó chính là Diệp Huyên ở cách đấy không xa. Diệp Huyên không hề biến sắc, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Lúc đám tinh thần chi lực kia vừa cuộn đến đỉnh đầu hắn thì hắn bỗng nhảy người lên, chém kiếm thẳng xuống. Xoẹt! Chiêu kiếm kia vừa hạ xuống, một âm thanh sắc bén xé không vang lên, cùng lúc ấy, những tinh thần chi lực trước mặt Diệp Huyên chợt bắt đầu vỡ tan từng đợt, không chỉ tinh thần chi lực, mà ngay cả vùng tinh không này cũng đang bắt đầu rạn nứt. Mà lúc này, cô gái váy đen kia đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay lại, tinh thần chi lực tựa thủy triều đổ ào về phía Diệp Huyên. Như muốn nhấn chìm hắn. Ầm ầm, toàn bộ tinh không bắt đầu rung lên kịch liệt, sau đó đổ nát. Cứ thế rằng có khoảng chừng một phút, Diệp Huyên và cô gái váy đen lại trở về trước Đăng Thiên Thành. Lúc này đây, Diệp Huyên đã lùi ra xa hơn trăm trượng, khóe miệng có máu tươi đang không ngừng trào ra, mà cô gái váy đen ở xa xa kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng viên bảo châu lưu ly trong tay ả đã vỡ vụn. Cô gái váy đen nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, im lặng. Lúc này, Diệp Huyên cầm trường kiếm đi về phía cô gái váy đen, thanh kiếm trong tay hắn vẫn đang rung lên dữ dội. Lúc này Diệp Huyên rất tỉnh táo, bởi vì huyết mạch của hắn đã bình tĩnh trở lại. Mà giờ khắc này, thanh kiếm trong tay hắn mang đến cảm giác không gì là không thể chém. Mặc kệ trước mặt là gì, chỉ cần hắn nắm kiếm trong tay, vậy chắc chắn có thể chém nát được. Tay trái Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm trong tay, nhẹ giọng hỏi, tên là gì? Bù! Một tiếng kiếm ngân vang lên, một khắc sau, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay ra nguệch ngoạc xuống dưới mặt đất vài nét, một khắc sau, trên mặt đất xuất hiện hai chữ Thiên Chu. Thiên Chu!
Chương 1675. Đầu Diệp Huyên chắc chắn sẽ vỡ nát. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, được lắm Thiên Chu, hôm nay người cản ta giết người, trời cản ta diệt trời. Vừa dứt lời, hắn búng người lên trên, chém một kiếm xuống cô gái váy đen ở phía xa kia. Xoẹt! Trước mũi kiếm Thiên Chu, không gian còn yếu ớt hơn cả giấy trắng. Trước mặt Diệp Huyên, cô gái váy đen kia lạnh lùng nhìn hắn, ả phất tay áo lên, một luồng ánh sáng đen bắn về phía Diệp Huyên như mũi tên nhọn. Diệp Huyên không tránh không né, chỉ chém một kiếm ra. Xoẹt! Tia sáng đen kia lập tức bị chém đôi, nhưng đúng lúc này, cô gái váy đen đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một tàn ảnh lao đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên còn chưa kịp trở tay thì đã bị một nắm đấm nện vào bụng. Cả người Diệp Huyên lập tức trên đà bay ra ngoài, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này, tay trái hắn đột nhiên vồ lấy bàn tay cô gái váy đen, tay phải cầm kiếm bỗng đâm ra sau gáy ả, nhưng tốc độ của cô gái váy đen này còn nhanh hơn, trong nháy mắt hắn vừa ra kiếm, tay phải của ả đột nhiên đấm vào huyệt thái dương của Diệp Huyên. Nếu trúng một đấm này, đầu Diệp Huyên chắc chắn sẽ vỡ nát. Diệp Huyên không thể không buông bàn tay của cô gái kia ra rồi vội vàng vung lên đỡ đòn. Ầm! Cả người Diệp Huyên lập tức bị đánh bay, thế nhưng trên gương mặt cô gái váy đen đã xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi tràn ra, trong khoảnh khắc, một bên mặt của ả đã chảy đầy máu. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương ở trên mặt. Diệp Huyên ở phía đối diện lần nữa cầm kiếm xông về phía ả, nhưng lúc này cô gái váy đen đã xoay người biến mất không còn thấy đâu. Giống người đàn ông trung niên ban nãy vậy, nếu Diệp Huyên không có thanh kiếm này, hai người bọn họ đều có thể chém giết Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên có thanh kiếm này, bọn họ chỉ đành chịu thôi. Diệp Huyên tiếp tục đi về phía Đăng Thiên Thành. Trong hư không, tinh chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh ông ta không xa, tộc trưởng Đường Diêm của Đường tộc cũng đang theo dõi Diệp Huyên, không thể không nói, trong lòng ông ta có chút vui mừng. Vui mừng vì khi trước đã nghe lời Đường Thanh, không sống chết nhằm vào Diệp Huyên, nếu không thì hôm nay đã không đến lượt liên minh trật tự chịu tổn thất, mà chính là Đường tộc họ. Phía dưới, Diệp Huyên đã đến trước Đăng Thiên Thành một khắc sau, hắn đột nhiên cầm kiếm bổ về phía trước. Xoẹt! Chương 1676. Hắc Bạch Chí Tôn của Liên Minh Trật Tự. Một luồng kiếm quang lóe lên, ngay lúc kiếm khí của Diệp Huyên sắp chém vào cửa thành thì một ông lão đột nhiên xuất hiện, lão vung tay phải lên, tia kiếm khí kia lập tức hóa thành hư vô. Thấy ông lão này, Đường Diêm trên hư không đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, Việt lão quái cơ à, Liên Minh Trật Tự ngươi quả thật rất sợ bị người đời cười chê, vậy mà còn phái lão quái vật ngàn năm trước ra trận. Việt lão quái, cường giả ngàn năm trước. Ngàn năm trước, lão cũng là cường giả trên bảng đạo, tuy thứ hạng không cao bằng Vương Chi Sách, thế nhưng lão đã sống rất lâu. Việt lão quái này cũng là một trong số ít người đã sống khá lâu ngoại trừ tinh chủ của Liên Minh Trật Tự, còn bàn về thực lực, cũng thuộc dạng sâu không lường được. Mà người như thế lại đến đối phó với Diệp Huyên, quả thật là ỷ lớn hiếp nhỏ. Việt lão quái nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, mặt không mang theo cảm xúc nào. Còn Diệp Huyên thì vẫn không dừng lại, hắn cầm kiếm trong tay, kiếm quang lấp lóe như muốn chém rách đất trời. Lúc Diệp Huyên đi đến trước mặt Việt lão quái, lão đột nhiên giẫm chân phải một cái, một khắc sau, không gian trước mặt Diệp Huyên bắt đầu nứt ra từng đường. Lúc này, Việt lão quái đột nhiên biến mất, lại chốc lát sau, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên ập đến phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức xông lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Cỗ sức mạnh to lớn kia lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém nát, nhưng bản thân Diệp Huyên cũng bị chấn bay ngược ra ngoài hơn trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì một tàn ảnh đột nhiên lóe lên trên không trung. Diệp Huyên lập tức biến sắc, vội vàng tung một chiêu kiếm ra, kiếm vừa hạ xuống thì như thể đã có thứ gì đó bị hắn chém nát, nhưng cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh cường đại lại nện vào bụng hắn. Phụt! Diệp Huyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, cả người hắn lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà trước mặt Diệp Huyên, ngoại trừ Việt lão quái ra còn có thêm hai người, một khoác áo bào đen, một mặc áo bào trắng. Nhìn thấy hai người này, vẻ mặt Đường Diêm trên hư không lập tức trầm lại. Hắc Bạch Chí Tôn của Liên Minh Trật Tự. Đường Diêm nhìn về phía tinh chủ,
Ông ta chỉ lạnh lùng nói, ta có nói muốn đơn đấu với hắn sao? Đường Diêm không nói gì. Đơn đấu? Nếu là ông ta cũng sẽ không chọn đơn đấu. Diệp Huyên cầm thanh kiếm kia, thực lực ấy căn bản không phải là thứ người thường có thể đối kháng được. Chương 1677, đánh không lại. Ở phía dưới, sau khi Diệp Huyên bị đánh bay, ba người Việt lão quái lập tức vọt thẳng đến phía Diệp Huyên. Tất nhiên là không muốn cho Diệp Huyên cơ hội để thở dốc nào cả. Diệp Huyên ở phía xa xa đang định ra tay thì lúc này, Đế Khuyển đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đế Khuyển liếc nhìn ba người ở phía xa đang vọt tới, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên, cười hì hì, muốn biết bây giờ ta mạnh bao nhiêu không? Ta! Vừa nói đến đây, bỗng có một luồng lực cực mạnh đánh thẳng vào người nó. Đế Khuyển lập tức bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi rầm xuống đất. Diệp Huyên! Đám người Việt lão quái cũng không thèm quan tâm Đế Khuyển ngã chúi xuống đất kia, chỉ nhằm vào mỗi Diệp Huyên. Mục tiêu của bọn họ chính là giết chết Diệp Huyên. Diệp Huyên nắm kiếm thật chặt trong tay, hai loại kiếm ý đang điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể của hắn. Chiến! Hắn tới đây chỉ có một mục đích, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Đánh không lại! Hắn không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn có đánh không lại thì người ta vẫn đánh hắn thôi. Ngay lúc Diệp Huyên định ra tay thì Đế Khuyển ở cách đó không xa đột nhiên gầm lên một tiếng, một khắc sau, một luồng thú uy cường đại đột nhiên bao trùm khắp chung quanh. Ầm ầm. Đám Việt lão quái cách đó không xa dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Đế Khuyển. Diệp Huyên cũng nhìn về phía Đế Khuyển, Đế Khuyển lúc này đang hầm hè dữ tợn, toàn thân đột ngột biến to, chẳng mấy chốc, trong sự chứng kiến của mọi người, hình thể của nó đã lớn hơn lúc trước ít nhất 10 lần. Đế Khuyển bây giờ giống như một ngọn núi nhỏ, không chỉ thế, trong miệng nó còn có hai răng nanh dài hơn một trượng, răng nanh kia trắng như tuyết, toát ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Ngoài ra, sau lưng Đế Khuyển còn mọc một đôi cánh đen. Biến thân. Diệp Huyên nghe Đế Khuyển nói, nó biết biến thân, vậy có nghĩa là bây giờ Đế Khuyển đã chính thức biến thân rồi. Chỉ là không biết sức chiến đấu sẽ ra sao. Sau khi biến thân, Đế Khuyển đột nhiên ngẩng đầu rít lên một tiếng, phút chốc, chân trời đột nhiên sầm sắc lại. Đế Khuyển. Chương 1678. 12 vị cường giả siêu cấp. Trên hư không, trong mắt tinh chủ rốt cuộc cũng ánh lên vẻ nghiêm nghị. Đế Khuyển. Đây chính là thú bảo vệ thần tộc trong truyền thuyết, sao lại đi theo Diệp Huyên? Tinh chủ dần trao mày lại. Phía dưới, Đế Khuyển chớp mắt đã lao về phía đám người Việt lão quái. Tốc độ kia rất nhanh, khiến đám Việt lão quái hoàn toàn biến sắc. Quá nhanh. Việt lão quái dẫn đầu chỉ có thể theo bản năng vung hai tay về trước cản lại. Oanh. Dưới ánh nhìn của mọi người, Việt lão quái lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, mà khi vừa dừng lại, hai cánh tay của lão đã bị đánh nát. Thấy cảnh này, hai gã cường giả còn lại của Liên Minh Trật Tự cũng lập tức nghiêm mặt lại. Đế Khuyển xông đến chỗ Việt lão quái. Mỗi bước chân nó đáp xuống, mặt đất sẽ rung lên dữ dội. Mà quanh thân nó còn có một uy thế cường đại đang không ngừng chấn về phía Việt lão quái. Việt lão quái gắt gao nhìn chằm chằm vào Đế Khuyển, giờ khắc này, hai cánh tay lão đã không còn. Lúc này, hai gã cường giả khác cũng vội xông đến trước mặt Việt lão quái, một người trong đó nói, lão Việt, tạm thời lui ra chữa thương đi. Việt lão quái không hề phí lời, lập tức biến mất không thấy đâu. Đế Khuyển nhìn hai người ở trước mặt, vẻ mặt nó rất dữ tợn, trong mắt mang theo sát khí dày đặc. Không hề nhiều lời, Đế Khuyển bay thẳng đến chỗ hai tên kia. Mà trong nháy mắt Đế Khuyển xông đến, Diệp Huyên cũng định ra tay, nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên và cô gái váy đen lúc trước ngăn cản hắn bấy giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ngoài ra, xung quanh hắn còn có hơn 10 cường giả chứng đạo cảnh. 12 vị cường giả siêu cấp. Trong hư không, Đường Diêm khẽ nhíu mày, rõ ràng Liên Minh Trật Tự đã muốn giết Diệp Huyên cho bằng được rồi. Phát động nhiều cường giả như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là không chừa cho Diệp Huyên bất cứ cơ hội nào. 12 vị cường giả siêu cấp. Đối mặt với đội hình này, Diệp Huyên căn bản không thể chống đỡ được. Trên hư không, Đường Diêm lặng lặng nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, ông ta không định ra tay,
mục đích của Đường tộc chỉ là muốn tiêu hao sức lực của Liên minh Trật tự, chứ không phải quyết chiến với Liên minh Trật tự. Chương 1679, có chút không chịu nổi. Bởi vì khi quyết chiến sẽ không có bất kỳ lợi ích nào với Đường tộc. Không chỉ thế, mục đích cuối cùng của Đường tộc cũng là bảo vật này. Phía dưới, 12 vị cường giả kia không hề nói nhiều, lập tức xông đến chỗ Diệp Huyên. Nhìn 12 người đang xông đến, Diệp Huyên cấm kiếm xuống đất, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. 12 cường giả chứng đạo cảnh, đội hình này hắn căn bản không thể địch lại được. Mà bây giờ, hắn lại không có bất cứ ai để dựa vào cả. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên không, tinh chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Diệp Huyên này còn lá bài tẩy nào khác ư? Trong lòng ông ta cũng không chắc. Đường Diêm cũng nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, nếu Diệp Huyên không còn lá bài tẩy nào, vậy thì thật sự chỉ còn một con đường chết thôi. Dưới sự quan sát của mọi người, giữa lông mày Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một cái tháp nhỏ hư huyễn. Lúc tháp nhỏ kia xuất hiện, tinh chủ trên hư không lập tức biến sắc, rút lui. Vừa dứt lời, ông ta vội vàng muốn ra tay, nhưng Đường Diêm lại chắn trước mặt ông ta. Tinh chủ gầm lên, cút. Dứt lời, ông ta lập tức ra tay. Mà Đường Diêm cũng không hề nhún nhường. Chẳng mấy chốc, hai người đã lao vào đánh nhau. Mà phía dưới, sau khi tòa tháp nhỏ xuất hiện giữa lông mày Diệp Huyên, thân thể hắn bắt đầu rung lên kịch liệt. Thế nhưng, một áp lực vô hình lại bỗng bao trùm lấy 12 cường giả siêu cấp kia. Sau khi bị luồng áp lực kia bao trùm lấy, sắc mặt của 12 người lập tức thay đổi. Người đàn ông trung niên và cô gái váy đen dẫn đầu phản ứng nhanh nhất, hai người lập tức biến mất tại chỗ, mà 10 người còn lại đang định trốn thì đã có một chữ phạt đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, một khắc sau, 10 người nọ đã biến mất chẳng còn thấy đâu. Lúc này đây, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên trở nên vặn vẹo, không chỉ thế, thân thể hắn cũng bắt đầu rạn nứt, mà thất khiếu của hắn đang không ngừng chảy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gào lên, đế khuyển. Mẹ nó mau chạy thôi. Xa xa, đế khuyển đang chiến đấu ngẩn người ra, một khắc sau, nó xoay người bỏ chạy. Lúc này, Diệp Huyên lại lần nữa gào lên, mẹ nó người dẫn ta chạy với chứ. Đế khuyển lại ngẩn người, sau đó nó lại xoay người bay đến trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, Diệp Huyên lập tức trèo lên người nó. Đế khuyển định dẫn Diệp Huyên trốn, nhưng người đàn ông trung niên và cô gái váy đen kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này, tòa tháp như hư huyền kia lại xuất hiện giữa lông mày Diệp Huyên một lần nữa. Chương 1680, người này chính là A Việt. Thấy thế, hai người lập tức biến sắc, dồn dập thối lui, mà Diệp Huyên và đế khuyển đã biến mất ở nơi chân trời. Bấy giờ, giọng nói của Diệp Huyên vang lên từ nơi xa xôi. Ông đây dọa các ngươi sợ chưa, ha ha. Trên hư không, tinh chủ và Đường Diêm cũng ngừng lại, lúc này đây, sắc mặt tinh chủ vô cùng khó coi. 10 cường giả siêu cấp. Trái tim ông ta đang chảy máu. Đây chỉ là thứ yếu thôi, lần này liên minh trật tự tổn thất hơn 40 vị đạo cảnh, mà thứ ông ta khó tưởng tượng nổi là những người này đều chết trong tay Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên chỉ là một kiếm thánh thôi. Lần này... thật sự có thể nói là đã tổn thất nặng nề, thậm chí đã bị thương đến tận gân cốt. Tinh chủ nhìn về phía Đường Diêm, ông ta không nói gì, chỉ xoay người biết mất không thấy đâu. Trên không, vẻ mặt tinh chủ dần bình tĩnh lại, được lắm Đường tộc, được lắm Diệp Huyên. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Cuối chân trời, đế khuyển đèo Diệp Huyên lao nhanh cả đoạn đường dài. Ở trạng thái này, tốc độ của đế khuyển vô cùng nhanh, chỉ chốc lát. Đế khuyển đã dần Diệp Huyên đến hải vực Di Thiên, cuối cùng nó đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Lúc vừa đáp cánh, Diệp Huyên đã lập tức rơi xuống khỏi lưng nó, thất khiếu hắn vẫn không ngừng tuôn máu tươi, không chỉ thế, cơ thể hắn còn co giật dữ dội, như đang bị chuột rút vậy. Thấy cảnh này, đế khuyển sầm mặt lại, nó biết Diệp Huyên đang bị phản phệ. Hơn nữa còn bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nó cũng không có cách gì khác. Chỉ cầu cho Diệp Huyên có thể tự mình vượt qua. Trong tháp giới ngục, sau khi 10 người kia bị bắt vào tháp, vẻ mặt ai nấy đều mờ mịt, lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này chính là A Việt. A Việt nhìn 10 người kia, lắc đầu quá yếu. Vừa dứt lời,
thân thể 10 người chợt bắt đầu trở nên hư huyễn. Cảm nhận được thay đổi này, trong lòng bọn họ vô cùng hoảng hốt, lập tức muốn phản kháng, nhưng bọn họ lại hoảng sợ phát hiện ra rằng, cho dù bọn họ có phản kháng như nào đi nữa cũng không có tác dụng. Tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cứ thế, 10 người chẳng mấy chốc đã biến mất trong tháp giới ngục. Chương 1681, nghĩa là sẽ chết sao? A Việt rời khỏi tháp giới ngục, nàng ta đến trước mặt Diệp Huyên, lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ôm một đống linh quả đi đến bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé cầm linh quả rồi rào linh khí nhất đưa đến bên miệng hắn, nhưng Diệp Huyên đã không còn sức để ăn nữa rồi. Thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi bỗng khóc nấc lên, cô bé hô, đừng mà, ngươi ăn đi, ăn mau đi, ăn xong là sẽ khỏe. Nhưng Diệp Huyên vẫn không mở miệng, không chỉ thế, hơi thở của hắn còn càng lúc càng yếu đi. A Việt nhìn Tiểu Linh Nhi ở trước mặt, ngươi quan tâm hắn lắm à? Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn A Việt, nước mắt giàn giụa, ca ca là người tốt mà, hích. Người tốt? A Việt khẽ lắc đầu, hắn không phải người tốt đâu. Tiểu Linh Nhi không để ý A Việt nữa, cô bé vội bóp nát linh quả, sau đó nắm lấy cằm Diệp Huyên rồi đổ nước linh quả vào trong miệng hắn. Diệp Huyên nuốt từng ngụm nước quả vào họng, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi còn sốt ruột hơn. Lúc này, A Việt quan sát Diệp Huyên một chút, sau đó nhẹ giọng nói, hắn đầu tiên là dùng long hồn và long lực, sau đó lại kích phát huyết mạch chi lực, rồi lại cầm lấy thánh kiếm có lực sát thương lớn đến thế, thân thể hắn đã không thể chịu nổi gánh nặng này, cuối cùng lại còn thôi thúc tháp nữa, hắn cơ bản là đã hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa? Nghe thế, Đế Huyền cau mày lại, không có một tia hy vọng nào sao? A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, đúng là có hy vọng, nhưng mà... Tiểu Linh Nhi lập tức nhìn về phía A Việt, hy vọng gì? A Việt liếc nhìn Tiểu Linh Nhi, bản nguyên của ngươi khá là đặc thù, nếu để hắn hấp thụ, hắn sẽ còn hy vọng. Hấp thụ bản nguyên? Tiểu Linh Nhi ngây người, sau đó vui vẻ reo lên, thật không? A Việt trầm giọng nói, nhóc con, ngươi có biết nếu ngươi để hắn hấp thụ, ngươi có thể sẽ biến mất đấy, ngươi hiểu ý ta không? Biến mất? Tiểu Linh Nhi mở to mắt, nghĩa là sẽ chết sao? A Việt gật đầu. Tiểu Linh Nhi vội nhéo nhéo hai cái tay nhỏ mình, bỗng cô bé lại khóc nấc lên, ta không muốn chết đâu. Ta còn muốn trồng linh quả, còn muốn đi chơi, ta không muốn chết mà hu hu. Nói xong, cô bé bỗng ngồi xuống cạnh Diệp Huyên. Sau đó đặt tay phải lên giữa lông mày hắn, một chốc sau, vô số khí bản nguyên tuôn vào cơ thể hắn. Chương 1682, ngươi biết thiên đạo là gì không? Tiểu Linh Nhi không ngừng đưa tay trái lên lau nước mắt, nhưng không sao lau hết được, ta không muốn chết ta không muốn chết ta không muốn chết ta còn phải trồng thật nhiều cây linh quả nữa, hu hu. Tuy nói như thế, nhưng cô bé vẫn không ngừng vận chuyển linh khí bản nguyên vào cho Diệp Huyên. Cùng lúc đó, tiếng khóc của cô bé ngày càng nhỏ, sắc mặt ngày càng tái đi, hơi thở cũng càng lúc càng yếu, quan trọng nhất là, cơ thể cô bé bắt đầu trở nên hư ảo. Ngay khi Tiểu Linh Nhi sắp biến mất hoàn toàn, Diệp Huyên đang nằm trên đất bỗng ngồi bật dậy, hắn vội vàng đẩy tay Tiểu Linh Nhi ra, nháy mắt, Tiểu Linh Nhi ngã nhào vào lồng ngực hắn, mà thân thể của cô bé vẫn rất mờ ảo, như thể sẽ biến mất ngay lập tức. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên hoảng hốt. Hắn vội vàng nhìn sang A Việt, lúc này đây, trong mắt hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc đối mặt với liên minh trật tự, hay cho dù là đối mặt với cái chết, hắn cũng chưa từng lộ ra tia sợ hãi. Nhưng lúc này đây, hắn sợ. Sợ mất đi tiểu nha đầu trước mắt này. A Việt liếc nhìn Tiểu Linh Nhi đã nhắm kịt hai mắt lại, lắc đầu. Diệp Huyên vội vàng truyền ngược lại cho Tiểu Linh Nhi những bản nguyên lực hắn vừa hấp thụ được, lúc này. A Việt bỗng lên tiếng, ngươi làm thế thì có thể cả hai sẽ cùng chết đấy. Diệp Huyên không để ý đến A Việt, bản nguyên lực trong cơ thể hắn vẫn điên cuồng tuôn vào người Tiểu Linh Nhi. Mà sắc mặt hắn thì càng lúc càng tái nhợt đi, vô cùng khủng bố. Đế Huyền ở bên muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Đúng lúc này, A Việt bỗng lên tiếng, còn một cách cứu cô bé. Diệp Huyên ngẩng phất đầu nhìn A Việt. Nàng ta trầm giọng nói, hấp thụ bản nguyên của vùng thế giới này, thứ ta nói không phải linh khí bản nguyên bình thường, mà là bản nguyên thiên đạo của vùng thế giới này. Diệp Huyên vội vàng hỏi, làm sao hấp thụ được?
A Việt nhìn Diệp Huyên, người biết thiên đạo là gì không? Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào A Việt, làm sao hấp thụ được? A Việt lắc đầu, nếu như ngươi cưỡng ép hấp thụ nó, sẽ bị thiên đạo trấn áp, nó không phải là cường giả bình thường, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nó. Diệp Huyên gào lên, nhưng ta phải thử một lần mới được. Giờ khắc này đây, hắn đã không khống chế được tâm trạng của bản thân. Bởi vì hắn thật sự hoảng rồi. Hắn không sợ chết, nhưng lại sợ người thân và bạn bè bên cạnh mình chết. Chương 1683, uy thế của thiên địa. A Việt liếc mắt nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi cưỡng chế hấp thụ bản nguyên lực, ắt sẽ gặp thần phạt thiên đạo giáng xuống, ngươi bây giờ không có năng lực đối kháng với thần phạt. Cho dù là ta cũng không dám, à không phải, cũng không thể đối diện trực tiếp với nó, ngươi có hiểu không? Diệp Huyên đau khổ, A Việt cô nương, ta cầu xin cô đừng phí thời gian nữa được không? Nếu xảy ra chuyện gì thì tự ta sẽ gánh chịu, van cô đấy. A Việt nhìn Diệp Huyên, cuối cùng nàng ta nhẹ nhàng vung tay phải lên, chốc lát sau, không gian trong hư không bỗng nứt ra, ngay sau đó, từng sợi tử khí bản nguyên màu tím đậm xuất hiện trên không. Tử khí bản nguyên vô cùng tinh khiết. Diệp Huyên đưa tay phải cách không vung tới, chẳng bao lâu sau, nhưng tử khí bản nguyên kia vội lao về phía hắn và Tiểu Linh Nhi. Sau khi Tiểu Linh Nhi hấp thụ những tử khí bản nguyên này, cơ thể cô bé mới bắt đầu ngưng tụ lại, nhưng rất chậm. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thả lỏng, nhưng lúc này đây, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình. Uy thế của thiên địa. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn. Phía chân trời trong hư không, mây đen đột nhiên kéo đến, trong tầng mây đen kịt dày đặc, từng tia sấm sét màu máu đang tụ lại như rắn đỏ bu quanh. Thần phạt! Nhìn thấy những tia sấm màu máu kia, vẻ mặt Đế Huyền bỗng chốc nghiêm lại, cho dù là thiên phạt của cường giả chứng đạo cảnh cũng không mạnh đến thế đâu. A Việt ở bên cười gần, đó là thiên phạt, đây là thần phạt, biết nó có nghĩa là gì không? Người bình thường đột phá, thiên đạo sẽ giáng thiên phạt xuống. Thật ra chỉ là đang nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao nó cũng không dám làm chuyện gì tuyệt tình quá, từ cổ chí kim, người nghịch thiên diệt đạo cũng không ít. Nếu toàn bộ cường giả của thế giới này tụ tập lại muốn lật đổ nó, cũng chẳng phải là việc gì khó. Bởi thế phạt thời nay cũng không quá mạnh mẽ, chỉ là một thử thách mang hình thức tượng trưng mà thôi. Qua được thì đó là thực lực, còn không qua được thì đó là vận mệnh rồi. Nhưng thần phạt này một khi đã giáng xuống, thì có nghĩa là nó muốn ngươi chết. Đế Huyền không hiểu, vì sao? A Việt lạnh lùng đáp, bản nguyên của một thế giới chính là vị trí mạch máu của thiên đạo. Nó cho phép ngươi hấp thu bản nguyên, thế nhưng đó là với khí bản nguyên bình thường, mà bản nguyên của thiên đạo này là hạt nhân của nó, ngoại trừ những cường giả tối cao, như tinh chủ kia ra thì căn bản không ai được hấp thụ. Nếu dùng cách khác cưỡng chế hấp thụ nó thì cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi phải đỡ được thần phạt đã. Nhưng mà ta không đỡ được. Ta tạm thời không đỡ được, ngươi hiểu chưa? Đế Huyền. Đúng lúc này, hơn 10 hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, cầm đầu chính là vị khô đại sư kia của Liên minh Trật tự. Mà trên không, tinh chủ cùng Đường Diêm lại xuất hiện lần nữa. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, hăm he đoạt lấy bản nguyên thiên đạo. Ha ha! Cách đó không xa, Đường Diêm khẽ nhíu mày. Diệp Huyên này đang làm gì vậy? Chương 1684, thần phạt này bắt buộc phải là hắn đến đỡ. Hăm he đoạt lấy bản nguyên thiên đạo, thì sẽ bị thiên đạo chĩa mũi dùi vào. Thiên đạo là gì? Là linh của vùng vũ trụ này. Tuy bọn họ có thể hấp thụ được bản nguyên thiên đạo, nhưng cũng là đã giao hẹn sẵn với thiên đạo từ trước, hàng năm chỉ có thể lấy được bấy nhiêu, chứ không được cưỡng chế lấy nhiều hơn. Nghịch thiên. Đúng là chuyện nực cười. Người chưa tiếp xúc với thiên đạo, vĩnh viễn sẽ không biết nó đáng sợ đến mức nào. Mà Diệp Huyên này lại cưỡng chế đoạt lấy bản nguyên thiên đạo, vậy ắt hẳn sẽ gặp thần phạt của thiên đạo, đỡ không được, chết. Đỡ được, vậy còn thảm hơn. Đã rất nhiều năm rồi không ai nghịch lại được thiên địa này. Xung quanh, những cường giả của Liên minh Trật tự không hề ra tay, bọn họ chỉ lẳng lặng quan sát. Bọn họ bây giờ không hề gấp gáp chút nào. Bởi vì Diệp Huyên hiện tại đang đối kháng với thiên đạo, bọn họ chỉ cần đứng xem trò vui là được. Mà ở cách đó không xa, một cô gái lẳng lặng xuất hiện. Người này chính là Triệu Mục.
Triệu Mục liếc nhìn phía chân trời, lông mày khẽ cau lại, một khắc sau, nàng ấy lại nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyên đứng lên, bây giờ hắn vẫn còn rất suy yếu, nhưng hắn vẫn đứng lên. Thần phạt này bắt buộc phải là hắn đến đỡ. Tất cả chuyện này đều cần hắn phải đối mặt. A Việt ở bên cạnh đột nhiên nói, ta không thể giúp ngươi chống đỡ thần phạt, bản thân ta không phải là đạo tắc của thế giới này. Nếu ta ra tay, thần phạt sẽ còn trở nên mạnh hơn ít nhất trăm lần, thậm chí sẽ khiến thiên đạo nơi đây xuất hiện. Diệp Huyên gật đầu, A Việt cô nương, cô thay ta bảo vệ Tiểu Linh Nhi cho tốt là được rồi, có được không? A Việt liếc nhìn Tiểu Linh Nhi, lúc này đây, Tiểu Linh Nhi vẫn đang hấp thụ bản nguyên thiên đạo, mà sau khi hấp thụ được một lượng nhất định, thân thể của Tiểu Linh Nhi đã có chuyển biến tốt rất rõ ràng. A Việt gật gật đầu, được. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người nuôi con bé thật sự không phải là để ăn à. Ban đầu, nàng ta cảm thấy Diệp Huyên nuôi đứa nhóc này hẳn là đang chuẩn bị ngày nào đó sẽ cắn nuốt cô bé. Cắn nuốt một bản nguyên, đó là chuyện vô cùng có lợi. Chương 1685, thương lượng không được. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi ở trước mặt, nhẹ giọng nói, nhất định phải khỏe lại, đến lúc đó ta sẽ đổi tầng 6 đi cho ngươi trồng cây. Nói xong, hắn đi về phía chân trời. Trên không, cổ uy thế kia lập tức khóa chặt Diệp Huyên lại một cách chuẩn xác. Diệp Huyên nhìn lên không trung, nhẹ giọng nói, chỉ mượn chút linh khí bản nguyên mà thôi, sau đó ta sẽ trả cho ngươi mà. Mọi người! Đùng đoàng! Đúng lúc này, một tia sấm đỏ như máu đột nhiên đánh thẳng xuống từ không trung. Thương lượng không được! Nhìn tia sấm đánh xuống kia, Diệp Huyên nắm kiếm trong tay thật chặt, một khắc sau, hắn phóng thẳng lên trời, trong quá trình này, máu tươi nơi khóe miệng hắn vẫn không ngừng tràn ra. Dưới sự quan sát của mọi người, Diệp Huyên tung một chiêu kiếm chém lên tia sấm kia. Tia sấm màu đỏ máu kia bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém nát, nhưng cùng lúc đó, Diệp Huyên lập tức rơi tự do ở trên không, cuối cùng ngã rầm xuống đất. Phụt! Vừa rơi xuống đất, Diệp Huyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, trong tầng mây đen trên trời lại lấp lóe ánh chớp, chẳng mấy chốc, một tia sấm màu đỏ máu lần thứ hai giáng xuống. Đế Huyền cách đó không xa định ra đỡ giúp, nhưng A Việt lại lắc đầu, nếu ngươi ra tay, thần phạt sẽ tăng lên gấp đôi, uy lực cũng sẽ mạnh hơn gấp bội, tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Nghe vậy, Đế Huyền cau mày lại, mà Diệp Huyên ở gần đó đã đứng dậy, tay nắm kiếm của hắn đang run lên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tia sấm kia, một khắc sau, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái. Vù! Một tiếng kiếm ngân vang lên tận mây xanh, ngay sau đó, một tia kiếm quang màu đỏ chém thẳng lên trên tia sấm kia. Tia sấm màu đỏ máu lập tức bị chiêu kiếm này xuyên thủng, nháy mắt vụn vỡ. Thế nhưng Diệp Huyên lại lần nữa rơi xuống đất, lần này hắn còn ngã lún xuống, tạo thành một cái hố sâu. Trong hố sâu, máu tươi trong miệng Diệp Huyên không ngừng tuôn ra, không chỉ có vậy, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đã nứt ra, ngũ tạng trong cơ thể cũng đã rạn vỡ. Chương 1686, thanh kiếm kia rơi xuống từ không trung. Nhưng mà trên không, những tia sấm màu đỏ máu vẫn ở nguyên chỗ cũ, hơn nữa, uy thế lại càng ngày càng mạnh. Thấy cảnh này, sắc mặt Đế Huyền lập tức trầm xuống. Nếu cứ tiếp tục như thế, Diệp Huyên chắc chắn phải chết. Lúc này, Diệp Huyên lại lần nữa đứng lên, mà bấy giờ, hắn đã có chút đứng không vững. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không, hắn lau máu tươi nơi khóe miệng, nhếch môi nở nụ cười, tiếp tục. Vừa dứt lời, chân phải hắn nhẹ giẫm một cái, cả người hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Trên không nơi chân trời, lại một tia sấm bị chiêu kiếm của Diệp Huyên phá nát, thế nhưng chính hắn lại lần nữa rơi xuống đất. Trong hư không, tinh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, nói cho đúng là nhìn kiếm trong tay hắn, Diệp Huyên đã là cung dương hết đà nhưng lại có thể đỡ được mấy đạo thần lôi, thật ra đều là dựa vào thanh kiếm kia. Cho dù là thần lôi cũng không chống lại được kiếm này. Đây là kiếm gì? Đúng lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng thoát khỏi tay hắn, nó bay thẳng về phía chân trời, chỗ nó đi qua, không gian lập tức vỡ nát. Mà trong tầng mây màu đen, từng tia sấm đỏ như máu đột nhiên đánh xuống. Ầm ầm, toàn bộ chân trời bỗng vang lên từng tiếng nổ tung,
vô số tia sấm đã bị phá vụn. Trong mắt của mọi người, thanh kiếm kia chém xuống tất cả các thần lôi màu máu, cuối cùng lao thẳng vào trong tầng mây đen kịt. Ầm ầm, toàn bộ tầng mây màu đen lập tức vỡ vụn. Thấy cảnh này, Tình Chủ chau mày lại, nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt được tạo thành từ mây, một khắc sau. Ầm, thanh kiếm kia rơi xuống từ không trung. Nhìn thấy khuôn mặt tạo thành từ mây kia, Tình Chủ và Đường Diêm trong bóng tối lập tức biến sắc. Hai người lặng lẽ quay về phía khuôn mặt kia hành lễ một cái. Cho dù là bọn họ cũng phải kính nể thiên đạo. Trên không, gương mặt đó nhìn xuống phía dưới một khắc sau, một đạo thần lôi ba màu đột nhiên giáng xuống. Thần lôi ba màu, ẩn chứa ba loại đạo tắc, là ba loại đạo tắc của vũ trụ tứ duy. Chương 1687, tất cả mọi người đều hóa đá. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tinh Chủ và Đường Diêm lập tức thay đổi. Thần lôi này, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể đỡ được. Phải biết, trước kia bọn họ đột phá cũng chỉ có thần lôi hai màu giáng xuống thôi. Nhưng bây giờ lại là ba màu. Rõ ràng thiên đạo đã bị thanh kiếm kia chọc giận. A Việt phía dưới đột nhiên trầm giọng nói, không thể đỡ. Thần lôi ba màu giáng xuống, đất trời run rẩy. Diệp Huyên nhìn tia sấm ba màu đang đánh xuống kia, lúc này đây, hắn biết, mình xong rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, Liên Nhi, Tiểu Linh Nhi, ca ca ta đã dốc hết sức rồi. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đang nằm trên đất cách đó không xa đột nhiên ngồi dậy, cô bé yếu ớt nói, hộp của ta. Hộp, đế khuyển ngẩn ngươi, mà lúc này, tháp giới ngục đem một hộp nhỏ màu đen ra. Tiểu Linh Nhi vội vã ôm lấy cái hộp kia, cô bé cuống quýt bò đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó mở hộp ra. Trong hộp, một tia sáng trắng bỗng phóng lên trời, tất cả mọi người đều nhìn về phía tia sáng trắng kia, trong tia sáng trắng bỗng ngưng tụ thành một tiểu tử bù xù không giống con người, toàn thân tiểu tử kia trắng như tuyết, trên móng vuốt còn cầm một cây kẹo hồ lô. Tiểu tử màu trắng. Trên hư không, Tinh Chủ nhìn tiểu tử màu trắng kia, cau mày lại, đây là thứ gì vậy? Trong mắt Đường Diêm cũng mang theo tia nghi hoặc. Đây là thứ gì? Phía dưới. Đế Khuyển và A Việt cũng đang nhìn tiểu tử màu trắng. Thân thể của nó hư huyễn, rõ ràng đây không phải là bản thể. Dưới ánh nhìn của mọi người, tiểu tử màu trắng kia xoa xoa mắt mình, như thể vừa mới ngủ dậy, đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên không, thần lôi ba màu đã giáng đến đỉnh đầu của nó. Thần lôi mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ chân trời cũng trở nên mờ ảo vì nó. Nhìn đạo thần lôi ba màu kia, tiểu tử mở to mắt. Một khắc sau, nó giật mình, xoay người bỏ chạy. Chạy! Tất cả mọi người đều hóa đá. Chạy hả? Vẻ mặt của Đế Khuyển cùng A Việt đều sượng lại. Trên hư không, Tinh Chủ và Đường Diêm cũng ngớ ra, vậy là chạy hả? Chương 1688. Thoải mái quá! Xa xa, tiểu tử màu trắng đang chạy trốn kia bỗng dừng lại, nó mở lớn hai mắt, sao mình lại phải chạy? Tại sao lại phải chạy? Tiểu tử nhìn móng vuốt của mình, sau đó trong ánh nhìn của mọi người, nó ném que kẹo hồ lô về phía thần lôi ba màu kia. Một que kẹo hồ lô được ngưng tụ từ linh khí đặc thù lóe lên giữa không trung. Một khắc sau, trong cái nhìn của biết bao người, đạo thần lôi ba màu kia biến mất chẳng còn thấy đâu, như thể chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Mọi người, trên không, tiểu tử màu trắng nhếch miệng nở nụ cười. Nó giơ móng về phía khuôn mặt hư huyễn phía chân trời kia, như đang muốn bắt chuyện. Nó bình thường không đánh nhau, chuyện đánh nhau này thường là người khác làm cho nó, ví như một tiểu cô nương nào đó. Đúng lúc này, trên hư không lại xuất hiện một đạo thần lôi nữa. Mà lần này, là thần lôi bốn màu. Thần lôi bốn màu ẩn chứa bốn loại đạo tắc. Theo sự xuất hiện của thần lôi bốn màu này, không gian xung quanh lập tức mờ ảo đi. Không gian quanh đây căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh bên trong thần lôi bốn màu này. Nhìn đạo thần lôi bốn màu kia, tiểu tử màu trắng trừng lớn mắt, còn nữa à? Không phải chỉ đùa vui một chút thôi sao? Chẳng mấy chốc, tiểu tử tức rồi. Nó xòe móng nhỏ ra, một que kẹo hồ lô xuất hiện trong lòng móng vuốt, nó đang định ném ra thì bỗng nhiên, nó lại nhìn sang que kẹo hồ lô, mở to mắt mà nhìn, sau đó lẻ lưỡi ra liếm vài cái, ngọt thật. Thế là lại liếm tiếp. Thoải mái quá.
Tiểu tử màu trắng rõ ràng rất vui vẻ, nó híp mắt lại, khuôn mặt rạng rỡ. Lúc này đây, nó đã quên mất ban nãy mình còn đang tức. Xung quanh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn tiểu tử màu trắng đang liếm kẹo hồ lô kia. Trước mặt thần lôi của thiên đạo mà còn ăn kẹo hồ lô. Phía dưới, A Việt nhìn tiểu tử màu trắng đang liếm kẹo, không nhịn được hỏi đế khuyển ở bên cạnh, nó có ngon đến vậy không? Đế khuyển. Đúng lúc này, thần lôi bốn màu kia đã hạ xuống, thế nhưng tiểu tử màu trắng kia lại không tránh không né, để mặc thần lôi đánh vào người nó. Chương 1689. Bỏ chạy không hề do dự. Lúc thần lôi bốn màu rơi xuống người tiểu tử màu trắng nọ, mọi người lập tức hóa đá. Bởi vì tiểu tử màu trắng vẫn ở đấy, nhưng thần lôi bốn màu đã biến mất rồi. Bị hấp thụ. Trên hư không, vẻ mặt của tinh chủ trở nên vô cùng nghiêm túc. Đường Diêm cũng thế. Hấp thụ thần lôi bốn màu. Sao có chuyện đó được? Giữa không trung, tiểu tử màu trắng kia đột nhiên giật mình một cái, chẳng mấy chốc sau, nó nặng nề hộc ra một hơi, mà trong miệng nó lại có vài tia sấm bắn ra. Trên hư không, gương mặt kia nhìn xuống tiểu tử màu trắng, lần này nó không ra tay nữa. Bởi vì nó thấy chuyện không còn đơn giản. Mà lúc này, tiểu tử màu trắng ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt đó, một khắc sau, nó há mồm hút một cái, phút chốc, gương mặt kia rung lên kịch liệt, sau đó bắt đầu hư huyễn. Gương mặt kia lập tức biến sắc, nó điên cuồng thối lui về sau, nhanh chóng lui ra ngoài tinh không. Trong tinh không, gương mặt đó kinh hãi nhìn tiểu tử màu trắng ở phía dưới, bởi vì tiểu tử kia mới hút một cái mà đã hút được 1/3 khí bản nguyên của nó. 1/3? Có nghĩa là gì? Nghĩa là không trêu vào nổi. Gương mặt đó xoay đi rồi biến mất hút, bỏ chạy không hề do dự. Thấy gương mặt kia chạy trốn, trong hư không, tinh chủ và Đường Diêm cùng nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều ánh lên vẻ chấn động. Lúc này đây, trong lòng hai người đã chấn động tột đỉnh. Vừa nãy gương mặt đó không phải là bản thể của thiên đạo, nhưng chắc chắn cũng là phân thân của thiên đạo, thế mà tiểu tử kia lại dọa một phân thân của thiên đạo phải bỏ chạy. Đây là yêu quái gì vậy? Giữa không trung, tiểu tử màu trắng trừng mắt nhìn, vậy là chạy rồi. Thật ra nó còn muốn hút nữa. Đúng lúc này, nó như nghĩ đến điều gì đó, nó xoay người bay đến trước mặt tiểu Linh Nhi, cứ thế hai đứa nhóc đối diện nhìn nhau chằm chằm. Lúc này, tiểu tử màu trắng đứa một que kẹo hồ lô đến trước mặt tiểu Linh Nhi nhận lấy kẹo, sau đó cô bé chỉ Diệp Huyên đang sống dở chết dở nằm trên mặt đất cách đó không xa. Tiểu tử màu trắng liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bỗng nó quay sang kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên. Nhìn thấy thanh kiếm thiên chu này, nó lập tức giận tím mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của A Việt và Đế Khuyển, nó bay đến trước mặt Diệp Huyên, vỗ móng vuốt lên thanh kiếm kia, thiên chu lập tức rung lên kịch liệt, phát ra âm thanh như tiếng kêu thống khổ. Cứ thế, tiểu tử màu trắng đánh thanh kiếm kia tròn một phút, mà trong suốt quá trình này, thanh kiếm hung hăng kia căn bản không dám phản kháng. Chỉ có thể phát ra từng tiếng kiếm ngân khe khẽ, như đang xin tha mạng. A Việt và Đế Khuyển nhìn nhau một lát, bọn họ không biết tại sao tiểu tử màu trắng này lại muốn đánh thanh kiếm, cũng không dám nói, lại không dám hỏi. Nhưng mà kiếm thiên chu quả thật có hơi thảm, trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể chìa mặt cho tiểu tử màu trắng đó đấm đá. Chương 1690. Không ai biết. Qua một hồi lâu, tiểu tử màu trắng mới dừng lại. Nó trừng thanh kiếm kia một cái, sau đó cái móng nhỏ lại hô hô lên. Ai biết nó đang nói gì không? Không ai biết. Cũng không ai dám hỏi. Lúc này, tiểu tử màu trắng cầm kiếm thiên chu lên rồi lại vứt xuống. Sau đó nó lại nhìn sang Diệp Huyên đang nằm trên đất, nó mở to mắt nhìn. Sau đó nó đến gần Diệp Huyên. Sau khi nó quan sát Diệp Huyên tỉ mỉ một lát thì đưa hai móng vuốt lên xoa xoa hai dái tai của Diệp Huyên. Tiếp đó, nó khẽ véo mũi cùng mặt của hắn, trong mắt giấy lên một tia hiếu kỳ. A Việt. Khoảng chừng một phút sau, tiểu tử nhẹ nhàng thọc thọc vào bụng Diệp Huyên, sau đó nghiêng tai lắng nghe. A Việt đen mặt lại, nó đang nghe xem tên này có mang thai không à. Đế Khuyển. Lúc này, tiểu tử lại khẽ vung móng về phía Diệp Huyên, nháy mắt, một luồng khí tím tràn vào cơ thể hắn, phút chốc sau. Quanh thân Diệp Huyên bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thấy cảnh này, sắc mặt của A Việt và Đế Khuyển đều biến đổi. Trên hư không,
Đường Diêm đứng đối diện tinh chủ cười nói, tinh chủ, nếu hiện tại không ra tay thì không còn kịp đâu. Ra tay. Tinh chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Diêm, sau đó dẫn theo cường giả liên minh trật tự xoay người rời đi. Ông ta tất nhiên không ngu, bây giờ có tiểu tử kia ở đây, ra tay ư. Muốn chết gà. Đường Diêm liếc nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, ông ta biết, nhất định phải xem xét lại Diệp Huyên này một lần nữa. Bất kể là liên minh trật tự hay là đường tộc bọn họ, đều cần phải xem xét lại hắn. Chẳng mấy chốc, Đường Diêm cũng rời đi. Phía dưới, Diệp Huyên nằm trong hố sâu, nhưng giờ khắc này, thân thể của hắn đang hồi phục với tốc độ chóng mặt, không chỉ thân thể, mà ngay cả thần hồn của hắn cũng đang hồi phục. Tốc độ hồi phục này đã dọa sợ đế khuyển và cả A Việt ở bên. Dần dần, thần thức Diệp Huyên khôi phục lại, mà lúc này, tiểu tử màu trắng nọ lại đột nhiên bay vào trong tháp giới ngục. Trong tháp, tiểu tử màu trắng đánh giá xung quanh, cuối cùng, nó đi lên đỉnh tháp, khi thấy một thanh kiếm trong số đó, nó nhếch miệng nở nụ cười, sau đó giơ móng vuốt lên, như đang bắt chuyện. Chương 1691, ngươi còn xuất hiện không? Trên đỉnh tháp, thanh kiếm kia khẽ run lên, đáp lại lời nó. Tiểu tử màu trắng nở nụ cười, sau đó xoay người ra khỏi tháp, nó đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, sau đó giơ móng vuốt nhỏ lên, một luồng khí tím tinh khiết đột nhiên tràn vào cơ thể cô bé. Phút chốc, thân thể Tiểu Linh Nhi đã khôi phục lại bình thường, không chỉ thể, tia khí tím kia còn thay đổi cả thể chất của cô bé. Mà lúc này, đế khuyển đột nhiên nói, à, có thể cho ta một chút được không? Khi nhìn thấy tiểu tử màu trắng kia, nó biết có lẽ đây là kỳ ngộ lớn nhất đời mình rồi. Nó cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy nữa. Nó chỉ biết, lúc này đây, ra mặt gì đó không còn quan trọng nữa, nhất định phải cầu xin người ta một chút. Tiểu Bạch nhìn về phía đế khuyển, nó mở to mắt ra nhìn, lúc này, đế khuyển lấy ra một que kẹp hồ lô đưa cho nó. Đây là Tiểu Linh Nhi mua cho, lúc trước nó thuận tiện cầm một cái. Hiện tại vừa khéo mượn hoa hiến Phật luôn. Nhìn thấy kẹo hồ lô kia, đôi mắt của tiểu tử màu trắng thoáng cái sáng rực lên, nó cầm kẹo hồ lô, sau đó khẽ liếm vài cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập vẻ hạnh phúc. Một lát sau, nó đột nhiên nhìn về phía đế khuyển, như đang suy nghĩ gì đó, rồi sau đó lại vung móng nhỏ lên với đế khuyển, phút chốc, một luồng linh khí màu tím tinh khiết lập tức tràn vào cơ thể đế khuyển. Thân thể đế khuyển rung lên một cái. Cùng lúc đó, dòng máu trong cơ thể nó chợt bắt đầu chậm chậm sục sôi lên. Đế khuyển mừng rỡ trong lòng, nó vội vàng nhìn sang tiểu tử màu trắng, kích động nói, đa tạ. Nói xong, nó xoay người về lại tháp giới ngục. Lúc này, tiểu tử màu trắng bỗng hất móng nhỏ lên, ở thần võ thành xa xôi, trong kiếm tông, một nơi nào đó dưới mặt đất, một cái hộp nhỏ màu đen bỗng phóng lên trời, ngay sau đó, cái hộp nhỏ ấy lập tức xuất hiện trước mặt nó. Tiểu tử màu trắng đưa hộp cho Tiểu Linh Nhi, sau đó nhoẻn miệng cười, tiếp đó, thân thể nó dần trở nên hư huyễn. Tiểu Linh Nhi vội nói, người muốn đi à? Tiểu tử màu trắng chỉ vào cái đầu nhỏ, trong móng vuốt của nó còn cầm que kẹo hồ lô. Tiểu Linh Nhi nhìn tiểu tử màu trắng, người còn xuất hiện không? Tiểu tử màu trắng lại vung móng, lần này vung rất nhanh, như đang bày tỏ điều gì đó. Dần dần. Tiểu tử màu trắng biến mất không còn thấy đâu, giữa không trung chỉ còn dư lại que kẹo hồ lô kia. Thấy tiểu tử màu trắng biến mất, vẻ mặt Tiểu Linh Nhi tối đi, có chút mất mát. Lúc này, A Việt hỏi, ban nãy nó nói gì vậy? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía A Việt, nhẹ giọng nói là cậu ấy ở một nơi rất rất xa. Rất xa. Chương 1692. Tiếp tục bế quan. A Việt ngẩng đầu nhìn nơi cuối chân trời. Vũ trụ mênh mông, thật sự rất lớn, cho dù là vũ trụ tứ duy này cũng lớn đến mức vô cùng vô tận. Mà buồn cười là rất nhiều người chẳng tìm hiểu cho rõ tứ duy này, chỉ cứ chăm chăm kiếm tìm ngũ duy. Đáng cười, cũng đáng buồn làm sao. A Việt thôi không nghĩ nữa, sau đó lại nhìn Diệp Huyên nằm trên đất, lúc này vết thương của Diệp Huyên đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Đứa nhóc vừa nãy là. Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu, bạn của ta. Bạn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa, hắn đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, nhẹ giọng nói, bây giờ thấy cơ thể thế nào rồi?
Tiểu Linh Nhi còn chưa trả lời, A Việt đã xen vào, thân thể con bé bây giờ còn ổn hơn cả thời kỳ đỉnh cao nữa. Diệp Huyên nhìn về phía A Việt nhẹ giọng nói, nếu vừa nãy ta cũng cho nó một que kẹo hồ lô, thân thể ta có lẽ cũng sẽ trở lại bình thường được rồi. Nói đến đây, nàng ta bỗng lấy một cái gương ra, nhìn người trong gương, sau đó mặt vô cảm nói, ngươi ngu quá. Vừa dứt lời, tấm gương lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên, hối hận. Lúc này đây, A Việt vẫn còn chút hối hận. Bởi vì nàng ta đã đánh giá thấp năng lực của tiểu tử màu trắng kia. Trong suy nghĩ của nàng ta, vết thương của bản thân chỉ có thể từ từ hồi phục theo thời gian, nhưng sau khi thấy Diệp Huyên và Tiểu Linh Nhi hồi phục lại như ban đầu, thì nàng ta biết mình đã sai rồi. Nhóc màu trắng kia chắc chắn có thể giúp nàng ta nhanh chóng hồi phục về thời kỳ đỉnh cao. Mà thứ đánh đổi chỉ là một que kẹo hồ lô thôi. Một que kẹo hồ lô. Bấy giờ, nội tâm của A Việt có chút rối bời. Chỉ với một que kẹo hồ lô mà nhóc màu trắng kia đã cho đế khuyển lợi ích lớn đến vậy. Trong lòng nàng ta có chút bất bình. Càng nghĩ càng bất bình, A Việt hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về trong tháp giới ngục. Tiếp tục bế quan. Chương 1693. Một xa một gần. Tiểu Linh Nhi cũng trở lại tháp giới ngục. Cô bé đặt cái hộp nhóc màu trắng cho mình ở dưới một góc cây. Cô bé chưa từng mở ra, cũng không ai biết tại sao cô bé lại không mở ra. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trước mặt, không thể không nói, lực sát thương của thanh kiếm này thật sự rất mạnh mẽ. Vô cùng mạnh mẽ. Từ đầu đến giờ, ngoại trừ khi đối đầu với gương mặt kia, không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ được thanh kiếm này của hắn. Dùng nó để cận chiến, gần như là vô địch. Mà kiếm chấn hồn thì lại hợp với tấn công xa, dùng một chiêu kiếm để phân hồn. Một xa một gần. Diệp Huyên hồi thần lại, hắn thu kiếm Thiên Chu về, sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Mà cách đó không xa, có một cô gái đang đứng lặng thinh, người này chính là Triệu Mục, nàng ấy không hề ra tay. Một lát sau, Triệu Mục cũng xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Chuyện Diệp Huyên làm ở Đăng Thiên Thành chẳng mấy chốc đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang Giới, bây giờ, ở mấy đại hoang giới trong vũ trụ hỗn độn này, ngoại trừ thần quốc gia, danh tiếng của Diệp Huyên gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Huyên, chém chết hơn 10 vị đạo cảnh của Liên Minh Trật Tự. Hơn 10 vị đạo cảnh không phải trọng điểm, mà trọng điểm là Diệp Huyên dám giết người của Liên Minh Trật Tự. Thiên hạ ngày nay, Liên Minh Trật Tự vẫn đang là lão đại trên danh nghĩa đấy. Mà Diệp Huyên này lại dám đối đầu với Liên Minh Trật Tự. Có thể nói, hiện tại trong thế hệ trẻ, tiếng tăm của Diệp Huyên như là mặt trời ban trưa, đã vượt qua bất kỳ người nào đứng trên bảng đạo rồi. Chấm chấm chấm. Đường tộc. Trong quần anh điện, lúc này đây, các đại trưởng lão và các cường giả của đường tộc đều có mặt. Bầu không khí trong điện khá là nghiêm túc. Chuyện lần này của Diệp Huyên và Liên Minh Trật Tự đã khiến bọn họ cả kinh. Nhất là thực lực cùng lá bài tẩy của Diệp Huyên, cho dù là đường tộc cũng không dám xem thường chút nào. Chương 1694, tại sao chúng ta cứ phải trở thành đối thủ? Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nhìn về phía Đường Thanh, Đường Ách và cả Đường Phong, còn gì muốn nói không? Đường Phong trầm giọng nói, phải xem xét lại người này. Đường Ách gật đầu, nếu muốn đoạt lấy bảo vật này, bây giờ ra tay là thời điểm tốt nhất. Bởi vì lúc này cho dù là thần võ thành hay là kiếm tông cũng đều đang trong thời điểm suy yếu nhất. Đương nhiên, nếu chúng ta ra tay cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm, Diệp Huyên này. Nói đến đây, gã lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ thấy thế nào? Mọi người cùng nhìn sang Đường Thanh, có thể nói hiện tại địa vị của Đường Thanh ở đường tộc đã tăng lên rất nhiều. Bởi vì lúc trước nhờ có Đường Thanh kiến nghị, đường tộc mới không ra tay với Diệp Huyên. Nếu không lần này chịu tổn thất nặng nề không phải là Liên Minh Trật Tự, mà là đường tộc họ. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Diệp Huyên. Đường Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, ta cảm thấy chuyện cấp bách của chúng ta không phải là đoạt lấy bảo vật này, mà là tìm hiểu cho kỹ về Diệp Huyên kia, cũng phải tìm hiểu cho rõ người phía sau hắn cùng bảo vật nọ. Đường Diêm ở phía trên nói, tiếp đi. Đường Thanh gật đầu. Diệp Huyên này đến giờ vẫn là một điều bí ẩn, cực hạn của hắn ở đâu? Sau lưng hắn còn ai nữa hay không? Là một hay nhiều người?
những bảo vật khác của hắn, còn có đế khuyển của thần tộc. Những điều này cho thấy hắn không phải là một người đơn giản. Hơn nữa hắn có thể thôi thúc bảo vật kia, vậy chứng minh hắn đã có thể khống chế hoàn toàn được nó, mà bảo vật này lại có thể giết chết 30 vị cường giả đạo cảnh trong nháy mắt. Giết chết 30 vị cường giả đạo cảnh trong nháy mắt. Nghe thế, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Chuyện ở Đăng Thiên Thành của Liên Minh Trật Tự bọn họ đều biết, đối với việc Diệp Huyên có thể thôi thúc bảo vật kia, mọi người ai cũng khiếp sợ, phải nói là kiêng kỵ. Lúc này đây, cho dù là Đường tộc cũng không dám xem thường Diệp Huyên này một chút nào. Lúc này, Đường Thanh lại nói, ngoài ra, chúng ta không được quên một điều, đó chính là yêu tộc, và cả một vài lão quái vật khác nữa. Nhất là yêu tộc, đến nay chúng vẫn không có động tĩnh gì, nếu nói bọn họ không có cách thì ta chắc chắn không tin, mà bọn họ lại chẳng có chút động tĩnh nào, vậy chỉ có hai chiều giải thích. Một, bọn họ đang kiêng kỵ điều gì đó nên không dám ra tay. Hai, bọn họ giống như chúng ta lúc trước, lấy bất biến đối phó với vạn biến. Mà không cần quan tâm bọn họ có nguyên do gì, lúc này chúng ta không thể ra tay được, nếu không, có lẽ chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của Liên Minh Trật Tự. Đường Phong ở bên khẽ gật đầu, đại tỷ nói rất có lý, bây giờ việc cấp thiết của Đường tộc chúng ta là phải biết rõ được người sau lưng hắn là ai. Chỉ khi biết được thực lực chân chính của đối thủ, chúng ta mới có thể khống chế tổn thất xuống mức thấp nhất. Đúng lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, tại sao chúng ta cứ phải trở thành đối thủ? Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang Đường Thanh. Chương 1695, câu nói này thật sự mang tính sát thương. Đường Thanh cười nói, lẽ nào chúng ta không thể lợi dụng hắn à? Hiện tại, quan hệ giữa hắn và Liên Minh Trật Tự đã như nước với lửa. Mà Liên Minh Trật Tự cũng chắc hẳn không dám để mặc hắn trưởng thành lên từng ngày. Vậy thì vấn đề đây rồi. Nếu Liên Minh Trật Tự không dám để hắn tiếp tục phát triển, vậy chúng chắc chắn sẽ còn nhằm vào Diệp Huyên, mà Diệp Huyên này nhất định cũng sẽ phản kháng lại, cho nên chuyện này có lẽ chỉ là bắt đầu, chứ không phải là kết thúc. Đường Ách nhẹ giọng nói, ý của đại tỷ là chúng ta cứ tiếp tục ngồi yên xem nghêu cỏ tranh nhau. Đường Thanh gật đầu, lúc cần thiết cũng có thể giúp Diệp Huyên một chút. Có thế Diệp Huyên mới có thể giúp chúng ta tiêu hao sức lực của Liên Minh Trật Tự, với Đường tộc mà nói, đây là một chuyện tốt, không phải à? Đường Ách cười nói, nhưng đại tỷ có nghĩ đến là Diệp Huyên kia nếu cứ tiếp tục trưởng thành, thì đừng nói là Liên Minh Trật Tự, đến khi đó e là Đường tộc chúng ta cũng không làm gì được hắn. Đường Thanh cười nói, vậy ngươi cảm thấy Đường tộc ta bây giờ nên làm gì? Học theo Liên Minh Trật Tự, lập tức phái người giết Diệp Huyên à? Hơn nữa, bây giờ chúng ta dù có vận dụng toàn bộ sức mạnh đi chăng nữa, chả nhẽ Liên Minh Trật Tự lại không ra tay ngăn cản à? Nói xong, ả ta lại nhìn sang Đường Ách, nhị đệ đến giờ hình như vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, chính là Diệp Huyên hiện tại đã không còn đơn độc, hắn còn đáng sợ hơn một thế lực nữa. Mà hắn có thể lợi dụng Đường tộc ta kiềm chế Liên Minh Trật Tự, lẽ nào lại không biết lợi dụng Liên Minh Trật Tự hoặc yêu tộc kiềm chế Đường tộc ta? Nếu đến lúc đó, yêu tộc thì ta không chắc. Nhưng Liên Minh Trật Tự chắc chắn sẽ vô cùng tình nguyện giúp đỡ hắn chĩa mùi dùi vào Đường tộc. Chuyện đơn giản như vậy mà nhị đệ lại không hiểu sao. Nghe thế, Đường Ách híp hai mắt lại, lời này của Đường Thanh mang theo ý trách móc. Làm thế tử, cần phải có gì? Thực lực, thiên phú. Thế nhưng hơn cả là cần phải thông minh, hoặc phải nói là có tầm nhìn rộng. Mà lời nói của Đường Thanh không hề nghi ngờ là đang nói gã thiển cận. Nhìn vấn đề không đủ sâu, không đủ xa. Câu nói này thật sự mang tính sát thương. Đường Ách nhìn Đường Thanh, đại tỷ nói lời ấy nặng nề quá, đang chĩa mũi dùi vào ta sao? Đường Thanh lắc đầu, chỉ muốn nói cho người biết, nhìn tình hình bao quát một chút, như thế mới có lợi cho gia tộc. Một ông lão ở bên cạnh khẽ gật đầu, Thanh Nhi nói không xen, các ngươi nên nhìn toàn diện vấn đề hơn, nếu không một khi đưa ra quyết định sai lầm. Có lẽ sẽ dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi cho Đường tộc chúng ta. Đường Ách liếc nhìn Đường Thanh, sau đó cười nói, đại tỷ giáo huấn chí phải, ta xin nghe lời. Đường Thanh không tỏ vẻ gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều chi. Đúng lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, như Thanh Nhi nói, bắt đầu từ bây giờ. Đường tộc ta không nhằm vào Diệp Huyện nữa, vận dụng hết tất cả sức mạnh để điều tra người này. Ngoài ra, từ giờ trở đi Đường Thanh thăng lên làm trưởng lão, ngoài ra có thể thành lập phủ đệ của mình ở bên ngoài,
cũng có thể đại biểu cho đường tộc ta tuyển nhận các cường giả cùng thiên tài yêu nghiệt. Trừ đại trưởng lão và ta ra, hành động của nàng không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Cạnh đó, nàng cũng có thể điều động ít nhất 50 thiết kỵ của đường tộc. Chương 1696, Đại tỷ đang giúp Diệp Huyên. Nghe thế, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Nếu nói lúc trước Đường Thanh chỉ có chút quyền lực, vậy thì bây giờ quyền lợi của Đường Thanh đã lớn hơn rất nhiều rồi. Có thể nói, ngoại trừ đại trưởng lão và Đường Diêm gia, không một ai có thể quản Đường Thanh, không chỉ vậy, ả ta còn có thể điều động được 50 thiết kỵ đường tộc, phải biết Đường Ách và Đường Phong cũng chỉ có thể điều động được 30 mà thôi. Bây giờ trên phương diện quyền lợi, Đường Thanh có thể nói là đã hoàn toàn vượt qua hai người này. Đường Ách nhìn về phía Đường Thanh, cười nói chúc mừng đại tỷ. Đường Phong cũng khẽ mỉm cười, chúc mừng đại tỷ. Đường Thanh quay sang thi lễ với Đường Diêm, Đường Thanh cảm ơn tộc trưởng. Đường Diêm gật gật đầu, sau đó nói, việc của nhà họ Tần rất kỳ lạ, sau lưng bọn họ có lẽ còn người khác, tạm thời không biết là ai, đối với nhà họ Tần, các ngươi hãy đề phòng nhiều hơn. Xung quanh, mọi người gật đầu. Đường Diêm xoay người, mọi người tản đi. Trước cửa đại điện, Đường Ách đột nhiên đi đến bên cạnh Đường Thanh, đại tỷ đang giúp Diệp Huyên. Đường Thanh không nói gì. Đường Ách cười nói, ta còn nhìn ra được, chẳng lẽ gia chủ và các vị trưởng lão lại không nhìn ra. Đường Thanh nhìn sang Đường Ách, nhị đệ, nếu bàn về đánh nhau, đường tộc ta ngoại trừ tộc trưởng và thất đệ đang ở ngoài kia ra, không ai đánh lại được ngươi. Thế nhưng, bàn về trí thông minh, ngươi thật sự vẫn còn kém lắm. Đường Ách nhìn Đường Thanh, tỷ có ý gì? Đường Thanh cười nói, tộc trưởng cùng mọi người đều thấy rõ, nhưng họ lại không nói gì, tại sao? Bởi vì hiện tại đường tộc ta giao hảo với Diệp Huyên có lợi hơn là trở mặt với hắn, mà ta lại đứng trên lập trường vì lợi ích của gia tộc để làm chuyện này. Vì thế, ta nhận được sự chống lưng từ tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Mà ngươi, nói đến đây, ả ta lắc đầu, ta có lẽ không thể trở thành thế tử. Nhưng ta nhất định sẽ sống rất lâu, mà nhị đệ lại không như thế, dã tâm của ngươi quá lớn, thực lực lại mạnh, thiên phú cũng không tệ, nhưng ngươi đã quên mất một điều, đó chính là ngươi không phải người mạnh nhất. Chỉ cần ngươi không phải là người mạnh nhất, thì ngươi luôn có thể chỉ là một thanh đao cho người khác sử dụng. Nếu ngươi không muốn làm đao cho người khác, vậy kết cục của ngươi là có thể sẽ bị đào thải. Bởi vì bọn họ quyết không cho phép gia tộc xảy ra nội chiến. Ngươi đã hiểu chưa? Đường Ách cười khẽ, các người thật sự cho rằng ta kém hơn lão thất sao? Đường Thanh lắc đầu, người không kém hơn y, tại sao cứ chĩa mũi dùi vào ta? Ngươi là heo à, nhằm vào ta có ích gì không? Học tập Diệp Huyên nhiều hơn đi, tuy nhiều lúc hắn rất đê tiện, rất vô liêm sỉ, nhưng hắn lại rất thông minh, người khác muốn tính toán hắn gần như là chuyện không thể. Quan trọng nhất là hắn còn đánh nhau rất giỏi. Nếu hắn ở đường tộc ta, hắn chắc chắn sẽ thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thế tử. Chương 1697, cũng là thời kỳ yếu đuối nhất. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Đường Ách đứng tại chỗ, sắc mặt ảm đạm đi. Đúng lúc này, Đường Phong cách đó không xa đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Đường Thanh, cười bảo, chúc mừng đại tỷ à, tiểu đệ đây có một bảo vật vừa khéo rất hợp với đại tỷ, mong đại tỷ vui lòng nhận. Đường Ách lạnh lùng liếc nhìn hai người Đường Thanh đang vừa nói vừa cười ở cách đó không xa, lạnh giọng nói, Đường Ách ta sẽ không làm đao cho bất kỳ ai. Thần Võ Thành. Sau khi Diệp Huyên trở lại Thần Võ Thành bây giờ đã là một vùng phế tích, cho dù là kiếm tông hay là võ viện cũng đều đã bị phá hủy hết trong trận đại chiến khi trước. Mà võ viện cùng kiếm tông không chỉ bị hủy chỗ ở của tông môn, mà còn tổn thất rất nhiều người nữa. Tông chủ kiếm tông Việt Vô Trần chết trận, Võ Vấn chết trận. Ngoại trừ hai người đó ra, cường giả đạo cảnh còn lại cũng chết trận vô số. Trong phế tích võ viện, người của kiếm tông lẫn võ viện đều ở đây, ai nấy đều nhìn về phía thiếu niên ở trước mặt không xa. Người này chính là Diệp Huyên. Mà phía sau Diệp Huyên là An Lan Tú, Mạc Tà và đám Mạc Vân Khởi. Hiện tại võ viện và kiếm tông tính tổng lại còn chưa đến 200 người. Cường giả chứng đạo cảnh chỉ còn lại hai, mỗi người một bên kiếm tông và võ viện, mà cường giả chi đạo cảnh chỉ còn lại 5, cường giả đạo cảnh cũng chỉ còn lại 7. Có thể nói, võ viện và kiếm tông đã tổn thất nặng nề, đây là lần thảm bại lớn nhất trong lịch sử,
cũng là thời kỳ yếu đuối nhất. Phải biết rằng bây giờ võ viện và kiếm tông đã mất hết lá bài tẩy, ngay cả đại trận cũng không còn cái nào. Đệ tử của hai tông môn ở xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Nhất là đệ tử kiếm tông, phải biết rằng trước khi Việt Vô Trần chết, lão đã giao kiếm tông lại cho Diệp Huyên. Mà bây giờ, cũng chỉ có Diệp Huyên đủ thực lực để dẫn dắt kiếm tông. Trong lòng tất cả kiếm tu nơi đây, bây giờ Diệp Huyên chính là tông chủ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn khắp xung quanh, nơi đâu cũng tàn tạ, nơi đâu cũng tản ra mùi máu tanh gai mũi. Mà ở bên phải cách hắn không xa là từng bộ xác chết, rất nhiều, phải đến mấy trăm. Những người này đều là cường giả đã ngã xuống vì võ viện và kiếm tông. Diệp Huyên dẫn mọi người đi đến trước loạt thi thể này, đứng đầu trong số đó chính là Việt Vô Trần. Chương 1698, hiệu quả vô cùng tốt. Diệp Huyên nhìn Việt Vô Trần đã chết, rất lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói, Việt tiền bối, máu mọi người chảy sẽ không lãng phí, và, cái chết của mọi người sẽ không vô ích. Nói xong, hắn xoay lại nhìn mọi người ở phía sau, liên minh trật tự chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta, bởi vì bọn họ nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng, ta muốn nói rằng, cho dù chúng có buông tha chúng ta hay không, Diệp Huyên ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Hôm nay những người này đã chết. Máu bọn họ sẽ không chảy phí, sự ra đi của họ cũng sẽ không vô ích, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn liên minh trật tự kia phải máu chảy thành sông, muốn chúng thây chất đầy đồng, ta muốn thế gian này không còn liên minh trật tự. Giọng nói của Diệp Huyên như sấm rền, vang vọng thật lâu trên mảnh phế tích này mãi không tan. Sau khi mai táng mọi người xong, Diệp Huyên hạ lệnh xây dựng lại võ viện và kiếm tông. Chuyện đáng nói là, Diệp Huyên trở thành tông chủ kiếm tông. Và đồng thời cũng thành viện trưởng võ viện. Vốn dĩ Diệp Huyên mong An Lan Tú sẽ lên làm, nhưng An Lan Tú lại từ chối, lý do của nàng là hiện tại võ viện và kiếm tông phải đoàn kết thành một thể, mà những lúc như này, chỉ cần một người dẫn đầu mới là điều tốt nhất. Diệp Huyên cũng không từ chối, tình hình đã thành ra vậy rồi, võ viện và kiếm tông quả thật phải đoàn kết thành một, nếu không, đừng nói là báo thù, ngay cả xây dựng lại thần võ thành cũng không được. Diệp Huyên đi đến sau núi võ viện, lúc này, Liên Vạn Lý đang nằm trên đất, hai cánh tay của nàng ta đã hồi phục, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Liên Vạn Lý ngồi trên đỉnh núi, nàng ta nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó có một vạt mây trắng đang trôi bồng bềnh. Diệp Huyên ngồi xuống cạnh Liên Vạn Lý, khẽ hỏi, đang nghĩ gì thế? Liên Vạn Lý cười, chiến tranh. Diệp Huyên trầm mặc. Liên Vạn Lý lại nói, từ Thanh Châu đến đây. Nơi nào cũng có chiến tranh, có lớn, cũng có nhỏ, rất nhiều, không đếm xuể. Diệp Huyên hỏi, ghét chiến tranh à? Liên Vạn Lý nhẹ giọng đáp, chỉ là ghét có người phải chết đi thôi. Nói đến đây, nàng ta quay sang nhìn Diệp Huyên. Lão võ kia là một người tốt, nơi này, cũng là một nơi rất tốt. Diệp Huyên trầm mặc. Liên Vạn Lý lại nói, người sẽ báo thù cho lão, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Liên Vạn Lý cười nói, tính thêm ta vào nữa. Diệp Huyên đáp, được. Nói xong, hắn lấy ra vài linh quả đặt xuống trước mặt Liên Vạn Lý, quả chữa thương đó, hiệu quả vô cùng tốt. Quả chữa thương này gần như được phát cho võ viện và kiếm tông mỗi người một quả, lần này Tiểu Linh Nhi còn hiếm khi hào phóng, cô bé không hề từ chối yêu cầu của Diệp Huyên. Mà có thánh quả chữa thương này. Vết thương của đệ tử của kiếm tông và võ viện đã hồi phục lại nhanh hơn nhiều. Liên Vạn Lý cũng không từ chối, lập tức nhận lấy những quả cây kia. Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, có từng nghĩ đến chuyện trở về Thanh Châu xem thử không? Thanh Châu. Diệp Huyên dừng bước lại, trong đầu hắn hiện lên từng cảnh tượng. Thanh Thành, nhà họ Diệp, nơi hắn đã từng được sinh ra kia. Ở đó. Đã từng khổ, đã từng khóc nhưng cũng đã từng cười. Một hồi sau, Diệp Huyên cười đáp, bận lắm. Nói xong, hắn bước nhanh rời khỏi nơi đó. Chương 1699, tháp giới ngục bị đánh bay. Diệp Huyên đi đến một nơi yên tĩnh, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Diệp Huyên lên tầng 2, lúc này Diệp Liên đang chữa thương. Lúc trước ở võ viện, Diệp Liên đã bị thương rất nặng. Bởi vậy từ sau khi hắn đưa cô bé vào trong tháp giới ngục, cô bé vẫn đang chữa thương. Diệp Huyên không quấy rầy Diệp Liên, hắn yên lặng lui ra khỏi tầng 2,
sau đó đi lên tầng 5. A Việt liếc mắt nhìn Diệp Huyên, làm gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, A Việt cô nương, xin cô dạy ta cách dùng hai đạo tắc còn lại. Đạo tắc, qua trận chiến này, hắn phát hiện mình bản thân vẫn còn hơi yếu. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn trở nên mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó, đối thủ của hắn cũng ngày càng mạnh hơn. Rất nhiều lúc, hắn cũng nghĩ rằng đến khi nào hắn mới có thể tung một kiếm dẹp yên mọi chuyện. Hoặc nói là, đến khi nào bản thân mới có thể làm được đến mức không chuyện gì không thể giải quyết chỉ với một kiếm. Bây giờ chắc hẳn là không làm được, nhưng đây là mục tiêu của hắn. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng một chiêu kiếm. A Việt nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta hỏi, có lợi ích gì không? Diệp Huyên cười nói, cô muốn gì? A Việt đáp, nếu chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp xuất hiện lần nữa, ta muốn bọn họ giúp ta một chuyện. Diệp Huyên hỏi, chuyện gì? A Việt nói, giúp ta thoát khỏi tháp này. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này tháp giới ngục bỗng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó lắc qua lắc lại. Thấy cảnh này, A Việt lập tức giơ tay tát một cái. Tháp giới ngục bị đánh bay. Diệp Huyên. A Việt giận dữ chỉ vào tháp giới ngục ở cách đó không xa, thứ ngu này, nếu không phải do ngươi, sao bọn ta lại thảm đến thế? Bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta tìm về tự do, ngươi có muốn chết không hả? Chương 1700, còn học từ ai thì rõ ràng rồi. Tháp giới ngục khẽ run lên, như thể có chút oan ức. A Việt cả giận nói, ngươi trách ai? Trách bản thân ngươi đi. Lúc trước nếu ngươi không chu du khắp nơi, bọn ta sẽ biến thành như vậy sao? Đại tỷ đã nói với ngươi là không đánh lại ba người kia rồi, mà thứ ngu nhà ngươi lại cứ muốn đánh, đánh thì cũng thôi đi. Còn bảo chúng ta tham gia vào, sao ngươi ngu đến vậy hả? Nói đến đây, nàng ta lại quay sang Diệp Huyên, ngươi biết nó ngu đến mức nào không? Rõ ràng là đánh không lại mà nó cứ muốn đánh, hơn nữa đánh thua rồi lại còn không chạy, cứ muốn cứng đối cứng. Trời ơi, sao nó ngu đến mức đó được? Sao chúng ta lại có một đồng đội ngu như heo vậy chứ? Đánh không lại còn không chạy, cứ muốn đưa mặt cho người ta vả. Đúng là tức chết ta. Nói xong, nàng ta như thể không kiềm được nữa, muốn phóng tới chỗ tháp giới ngục. Chẳng mấy chốc, tháp giới ngục đã bị A Việt đấm đá, ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Nó không phải không muốn khống chế A Việt, nhưng không có Diệp Huyên trợ giúp, nó hoàn toàn không khống chế được người này. Một lát sau, A Việt về lại trước mặt Diệp Huyên, mà lúc này, tháp giới ngục đã chạy trốn. Lần này, nó đã học được cách không đánh lại thì chạy. Còn học từ ai thì rõ ràng rồi. A Việt nhìn Diệp Huyên, bây giờ ta muốn giải trừ cấm chế của mình, nhưng ngươi lại không làm được, sau này thì có thể làm được. Tất nhiên, dù là ngươi làm hay là sau này nhờ chủ nhân kiếm trên đỉnh tháp giúp cũng đều được cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Việt cô nương. Trong thân thể cô có cấm chế à? A Việt lạnh nhạt nói, chức trách của ta là bảo vệ tầng 5 của tháp này, nhưng bây giờ tầng 5 đã chết. Dù sao ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cũng càng không muốn có một đồng đội heo như vậy. Diệp Huyên nói, nếu cô đi rồi thì có ảnh hưởng gì đến tháp này không? A Việt nói, có, nhưng mà sẽ không tạo thành tổn hại chí mạng, cũng chẳng thể tạo thành được, chỗ lợi hại chân chính của nó không phải là đạo tắc chúng ta đây. Mà là, nói đến đây, nàng ta không tiếp lời nữa. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện trước mặt A Việt, nó hơi rung lên, tất nhiên là đang hỏi chỗ lợi hại thật sự của mình là gì. A Việt giơ tay lên tát nó, cả giận nói, người nghĩ ta ngu đến mức nói cho ngươi biết à. Tháp giới ngục lại bị đánh bay. Diệp Huyên, lúc này, A Việt lại nhìn Diệp Huyên, dù sao hiện tại ta chỉ muốn lấy lại tự do. Nhưng không giải trừ cấm chế này thì ta không tự do được, bởi thế tháp này mà gặp chuyện thì ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng, còn là ảnh hưởng rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.